Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2601, hỗn độn bạo lôi. Ngày mai sẽ là 515, khởi điểm đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 tiền lì xì cuồng trở mình nhất định phải xem, tiền lì xì nào có không đoạt đạo lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang. Chỗ này trong cung điện trừ vô số bị phá hỏng trận pháp ở ngoài, Diệp Thần Phong thật sự tìm không ra bất kỳ còn lại địa phương cổ quái rồi. Ánh mắt của hắn lần nữa tập trung đến Vĩnh Hằng Đại Đế cái kia chiếc quan tài bên trên. Hắn đến quan tài bên, bàn tay đưa vào trong quan tài, nhẹ nhàng vỗ quan tài trong vách. Nếu như nơi này chả ẩn giấu đi gì gì đó lời nói, như vậy cái này Vĩnh Hằng Đại Đế quan tài chính là khả nghi nhất được rồi. Đem chọn chiếc quan tài bên trong toàn bộ đánh một lần, này chiếc quan tài bên trong không tồn tại bất kỳ cơ quan, chẳng lẽ cuối cùng thật sự chỉ có thể cùng Thiên Ưng liều mạng một lần. Trong lòng tràn ngập một cỗ bị đè nén, bàn tay đột nhiên vỗ vào quan tài bên trên. Cong, một tiếng. Chỉnh chiếc quan tài nhất thời được một trưởng này lấy được lăn tới, nhìn thấy được lật qua quan tài sau đó Diệp Thần Phong ánh mắt hơi híp lại, chỉ thấy tại quan tài dưới đáy phác họa một cái kỳ quái hoa văn. Cảm giác lên đi cái này hoa văn cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù, chẳng qua là khi Diệp Thần Phong thủ trưởng đặt tại hoa văn thượng thời điểm. Bên trong thân thể của hắn Vĩnh Hằng Bảo Điển pháp môn nhất thời tự chủ vận chuyển. Theo Vĩnh Hằng Bảo Điển vận chuyển, từ nơi này chiếc quan tài dưới đáy bạo phát ra từng cái quang điểm, những điểm sáng này toàn bộ rơi trên mặt đất. Sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái hình tròn lỗ hồng. Này trên quan tài quả nhiên là được thiết trí cơ quan, Diệp Thần Phong vận khí cũng thật sự là tốt lắm lắm. Hẳn là chỉ có tu luyện Vĩnh Hằng Bảo Điển người mới có thể mở ra cái này cơ quan. Diệp Thần Phong đi tới hình tròn lỗ hổng bên cạnh, tại đây dưới đáy lại là một mảnh tiểu không gian, Diệp Thần Phong thân ảnh trực tiếp tiến vào lỗ hổng. Tại đi tới lỗ hổng dưới đáy không gian sau. Chỗ này không gian vẫn tính là rộng rãi, chỉ thấy toàn bộ bên trong không gian bầy đổ đầy từng khối màu xanh tảng đá, những tảng đá này có lớn có nhỏ. Lớn nhất có tới cao hơn 2 mét. Từ nơi này chút màu xanh trên tảng đá tản ra hào quang màu xanh, làm cho vùng không gian này không phải như vậy mờ tối. Nơi này ngoại trừ những này to to nhỏ nhỏ hơn vạn tảng đá bên ngoài, không có cái khác bất cứ sự vật gì rồi. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi cũng đến nơi này. Các nàng trải qua điều tức sau đó tối thiểu khôi phục năng lực hoạt động. Các nàng xem đến những tảng đá này sau, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, các nàng lấy tư cách thần nguyên giới người. Tại mỗi chút địa phương các nàng so với Diệp Thần Phong biết rõ yếu nhiều một chút. Tống Lan Nhược thấp giọng nói, nơi này toàn bộ là hỗn độn bạo lôi. Hỗn độn bạo lôi, Diệp Thần Phong nghi ngờ nói. Nhìn thấy Diệp Thần Phong cũng không giống như nhận ra hỗn độn bạo lôi, Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi lập tức giải thích lên. Này hỗn độn bạo lôi chính là hỗn độn thời đại đặc thù kết quả. Tại hỗn độn thời đại này hỗn độn bạo lôi có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Vĩnh Hằng Đại Đế có thể thu thập được nhiều như thế hỗn độn bạo lôi, quả thực là một kiện khiến người ta trố mắt ngoác mồm sự tình. Chỉ cần đem linh khí truyền vào hỗn độn bạo rune, hỗn độn bạo lôi liền sẽ sinh ra nổ tung, hơn nữa coi như là một khối to bằng đầu nắm tay hỗn độn bạo lôi. Kỳ uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể nói thể tích càng là lớn hỗn độn bạo lôi, uy lực nổ tung cũng lại càng lớn. Nơi này có hơn vạn khối lớn lớn nhỏ nhỏ hỗn độn bạo lôi. Nếu như đem nơi này hỗn độn bạo tương tự lúc nổ tung lời nói, hẳn là đủ để đem Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy vùng không gian này hóa thành hư vô rồi. Khi hiểu được hỗn độn bạo lôi tác dụng sau, Diệp Thần Phong trong lòng đột nhiên vui vẻ, thân thể hắn ngồi xổm xuống, bàn tay theo như trên mặt đất cẩn thận cảm ứng, nếu như đem nơi này hỗn độn bạo tương tự lúc làm nổ, hẳn là thì có thể làm cho Thiên Ưng mai táng sinh tại đây đi nha. Muốn đem các loại hỗn độn bạo tương tự lúc làm nổ, nhất định phải yếu bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, đem linh khí đồng thời rót đến những này hỗn độn bạo rune. Nguyên bản Diệp Thần Phong muốn cảm ứng một cái nơi này mặt đất. Nhìn một chút thích hợp bố trí một loại gì trận pháp. Ai biết khi hắn dưới sự cảm ứng, hắn phát hiện này trong lòng đất dĩ nhiên ẩn giấu một loại trận pháp, hắn cắn nát ngón tay của chính mình. Dùng tiên huyết trên mặt đất bỏ ra một cái đồ án, miệng quát hiện. Nguyên bản ẩn núp trận pháp lập tức trên mặt đất hiện ra, trận pháp này cấu tạo phi thường hoàn thiện,
ngoại trừ mặt đất ở ngoài, trên vách tường cũng che kín trận pháp kéo dài, một đường lan tràn đã đến phía trên cung điện. Trận pháp này chính là hướng về hết thảy hỗn độn bạo Rune đều truyền linh khí, nếu trận pháp kéo dài tới mặt trên, như vậy ở phía trên bên trong cung điện là có thể kích phát trận pháp, dùng này đến làm nổ những này hỗn độn bạo lôi. Nếu như chỉ có thể ở phía dưới làm nổ hỗn độn bạo lôi, như vậy e sợ thiên ưng thì sẽ không xuống. Thiên ưng nhất định là nhận ra hỗn độn bạo lôi, lại nói cho dù thiên ưng xuống. Đến lúc đó lấy tư cách làm nổ hỗn độn bạo lôi Diệp Thần Phong, hắn phải như thế nào thoát khỏi thiên ưng rời đi nơi này. Đến lúc đó hắn chỉ sợ cũng phải chết ở hỗn độn bạo lôi nổ tung bên dưới. Vừa vặn Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Tại hướng về hỗn độn bạo Rene đưa vào nhất định linh khí, sau đó hỗn độn bạo lôi sẽ không lập tức nổ tung, mà là có ba cái hô hấp bước đệm thời gian. Tại ba cái hô hấp sau đó được thâu nhập nhất định linh khí hỗn độn bạo lôi mới sẽ nổ tung. Diệp Thần Phong thân ảnh về tới phía trên cung điện bên trong, Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi là theo sát sau lưng hắn. Xem ra dưới đáy hỗn độn bạo lôi cùng trận pháp toàn bộ là Vĩnh Hằng Đại Đế bố trí. Vĩnh Hằng Đại Đế hẳn là vì dĩ vãng vạn nhất, chẳng qua là năm đó đến cuối cùng hắn không nghĩ tới thiên ưng bị phản bội hắn, cho nên hắn liền làm nổ hỗn độn bạo lôi cơ hội cũng gạo có. Có thể nói hỗn độn bạo lôi là Vĩnh Hằng Đại Đế bố trí ở chỗ này một bước nước cờ thua. Đã có nước cờ thua, như vậy nhất định cũng có sinh quân cờ. Trở về bên trong cung điện Diệp Thần Phong, hắn tiếp tục nghiên cứu bố trí tại bên trong cung điện các loại trận pháp. Hắn khẳng định mình là bỏ sót nơi nào. Nơi này bố trí trận pháp thật sự là nhiều lắm, không ít trận pháp đều chồng chất đồng thời, căn bản là khiến người ta khó mà phân biệt. Diệp Thần Phong từng bước một lần nữa phân tích nơi này tất cả trận pháp. Từ phía trên trùng kích vào tới hồng sắc khí thể càng ngày càng thịnh vượng, cũng may bao phủ cung điện năng lượng phòng hộ cũng không phải yếu ớt như vậy. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi không rõ ràng Diệp Thần Phong phải làm gì. Các nàng chỉ là tại một bên nhìn xem Diệp Thần Phong mà thôi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thần Phong khóe miệng đột nhiên phóng ra một vệt nụ cười, hắn rốt cục tìm tới đường sống. Vừa vặn này đường sống thật sự bị hắn cho quên luôn. Chỉ thấy cái này mặt đất thượng những này rậm rạp chằng chịt trong trận pháp, tại trong đó một cái bên trong trận pháp được gấp bỏ thêm mấy trăm cái trận pháp, mà cái kia đường sống chính là ẩn giấu ở một cái trong đó trận pháp. Coi như là trận pháp tông sư cũng phi thường khó mà phát hiện. Diệp Thần Phong là ở phát hiện hỗn độn bạo lôi sau đó hắn mới suy đoán ra nơi này có một con đường sống, trong lòng hắn là ôm tìm ra đường sống niệm tưởng, cho nên hắn càng thêm cẩn thận, càng thêm chăm chú, hắn cuối cùng mới tìm ra cất giấu trong đó một con đường sống. Này ẩn giấu ở một cái trong đó trận pháp, rõ ràng là mạnh mẽ truyền tống trận, tuy nói cái truyền tống trận này không đầy đủ rồi. Thế nhưng chỉ cần đem hắn chữa trị, như vậy nhất định có thể một lần nữa khởi động, truyền tống trận này hẳn là có thể mang bọn hắn truyền tống ra nơi này. Thực sự là trời không tuyệt đường người a hát. Chương 2602, kéo dài thời gian. Ngày mai sẽ là 515, khởi điểm đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Ngoại trừ gói quà túi sách, lần này 515 tiền lì xì cuồng trở mình nhất định phải xem. Tiền lì xì nào có không đoạt đạo lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang. Diệp Thần Phong đem ẩn giấu ở trong đó mạnh mẽ truyền tống trận cho giải thích đi ra. Quá rồi tốt một lúc sau, hắn đem này nguyên bản không đầy đủ truyền tống trận cho chữa trị được rồi. Bất quá, muốn mở ra truyền tống trận này, Diệp Thần Phong là gặp nan đề. Bây giờ truyền tống trận này đã là nằm ở mở ra trạng thái, nhưng truyền tống trận này yêu cầu thời gian nhất định tụ lực. Chỉ khi nào bên trong truyền tống trận chứa đầy năng lượng, cái truyền tống trận này mới có thể tính là đúng nghĩa mở ra. Chỗ này cung điện bên trong năng lượng cũng không phải thiếu, chỉ là không thể đủ lập tức mở ra truyền tống trận, này không khỏi để Diệp Thần Phong có mấy phần sầu lo. Trước mắt từ phía trên tuôn ra xuống hồng sắc khí thể dường như cuồn cuộn màu đỏ sương mù bình thường một đạo khàn cả giọng âm thanh cũng truyền xuống rồi, con vật nhỏ, ngươi chờ chịu chết đi. Hung mãnh tiếng gầm làm cho bao phủ cung điện năng lượng phòng hộ không khỏi rung động chuyển động, hôm nay ưng gào to bên trong liền ẩn chứa cỡ này power, hắn bây giờ đến cùng tại tu vi gì? Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi kinh hồn táng đảm, các nàng ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cung điện lối vào nơi.
Diệp Thần Phong nói ra, các ngươi đứng tại trận pháp này bên trong. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi bây giờ đối với Diệp Thần Phong là nói gì nghe nấy, các nàng không chút do dự đứng ở liên tục tụ lực bên trong truyền tống trận. Diệp Thần Phong lập tức lại chữa trị hai người bọn họ chung quanh một cái phòng ngự trận, đồng thời đem cái này phòng ngự trận sửa đổi một cái. Sau đó, Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi nhất thời được bao phủ ở một cái tiểu hình phòng ngự trận bên trong. Diệp Thần Phong biết bao phủ cung điện năng lượng phòng hộ hẳn là chống đỡ không được bao lâu rồi. Bây giờ khoảng cách truyền tống trận tụ lực đầy, chả phải cần một khoảng thời gian, Diệp Thần Phong nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài. Diệp Thần Phong đối cái truyền tống trận kia làm một chút che giấu, cho dù Thiên Ưng đến nơi này. Hắn cũng tạm thời không cách nào phát hiện. Tại sắp xếp xong xuôi Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi sau đó Diệp Thần Phong đi tới trước đó xuất hiện lỗ hổng địa phương, thân thể hắn đứng ở lỗ hổng trước. Thanh lỗ hổng chắn phía sau mình, như vậy có thể thúc đẩy Thiên Ưng không nhìn thấy sau lưng của hắn lỗ hổng. Lỗ hổng dưới đáy trận pháp trực tiếp lan tràn đến phía trên. Cho nên bây giờ Diệp Thần Phong hai chân liền đạp ở trận pháp bên trên, hắn thông qua hai chân từ từ hướng về trong trận pháp truyền linh khí. Những này tiến vào trận pháp bên trong linh khí. Thông qua trận pháp, đang từ từ bình quân đưa vào dưới đáy hết thảy hỗn độn bạo lôi chi bên trong. Muốn tại đây chút hỗn độn bạo rune toàn bộ đưa vào nhất định linh khí, có thể để cho những này hỗn độn bạo lôi làm nổ, này cũng cần cực kỳ lớn số lượng linh khí. Nếu không phải Diệp Thần Phong bây giờ có thần đế cảnh sơ kỳ tu vi, e sợ trong cơ thể hắn linh khí cho dù tiêu hao sạch sẽ rồi, hắn cũng không cách nào đồng thời làm nổ nhiều như thế hỗn độn bạo lôi. Yêu khống chế xong hỗn độn bạo lôi cùng truyền tống trận mở ra thời gian. Diệp Thần Phong nhất định muốn nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn. Dù sao hỗn độn bạo lôi tại kích phát sau đó chỉ có 3 cái hô hấp bước đệm thời gian. Mà lúc này trên mặt đất, theo Thiên Ưng hấp thu càng ngày càng nhiều người tu luyện tiên huyết, trên người hắn quấn đầy băng vải toàn bộ nứt ra rồi. Từng tầng băng vải bắt đầu từ trên người hắn bóc ra, lộ ra hắn nguyên bản diện mạo đến, đây là một cái lão đầu, một cái trên mặt che kín nếp nhăn lão đầu, trên mặt hắn da thịt dường như khô quắt vỏ quýt, chu vi còn sót lại không ít người tu luyện không có bị hắn hấp thu tiên huyết, những người tu luyện này con ngươi đờ đẫn đứng tại chỗ. Thiên Ưng khuôn mặt lộ ra một vệt hung tàn nụ cười, từ trong cơ thể hắn không ngừng tỏa ra cuồn cuộn huyết khí. Từng trận cực kỳ cường hãn thật khí thế, không ngừng từ trên người hắn bắn ra, lấy hắn giờ khắc này bắn ra thật khí thế đoán chừng. Hắn bây giờ hẳn là tại thần đế cảnh đỉnh phong tầng thứ. Khôi phục năng lực hoạt động Thiên Ưng, hắn có thể khống chế lưu động ở trong không khí hồng sắc khí thể rồi, bàn tay hắn vung lên. Bốn phía hồng sắc khí thể nhất thời hướng xuống đất dưới chen chúc mà tới, thân ảnh của hắn cũng hướng xuống đất dưới cung điện lao đi rồi. Thiên Ưng tốc độ cực nhanh, thậm chí phảng phất là biến mất tại trong không khí như thế, chỉ là hai cái hô hấp ở giữa, hắn liền xuất hiện tại cung điện lối vào nơi. Nồng nặc vô cùng hồng sắc khí thể không ngừng trùng kích bao phủ cung điện năng lượng phòng hộ. Này từng tầng năng lượng phòng hộ trở nên càng phát lảo đảo rồi, Thiên Ưng bàn tay vung lên. Bốn phía tụ lại hồng sắc khí thể trong nháy mắt hướng về hai bên tản ra. Hắn một chưởng đột nhiên đánh về từng tầng năng lượng phòng hộ. Tại bàn tay của hắn chạm vào năng lượng phòng hộ thời điểm, từ lòng bàn tay của hắn bên trong nhất cổ như sóng lớn sức mạnh bình thường bộc phát ra. Này cỗ sóng lớn sức mạnh bình thường có cực kỳ khủng bố phá hủy lực lượng. Chỉ thấy bao phủ cung điện từng tầng năng lượng phòng hộ bên trên. Xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt vết rạn nứt, những này vết rạn nứt nhanh chóng khoách tán. Một tiếng. Nguyên bản bao phủ lại toàn bộ cung điện kết giới. Tại trong khoảnh khắc toàn bộ tán loạn rồi. Hồng sắc khí thể không có chui vào cung điện bên trong, hẳn là bị Thiên Ưng khống chế được. Hắn từng bước một bước vào bên trong cung điện, ta sẽ không để cho ngươi chết thoải mái như vậy. Cái này cũng là Thiên Ưng tạm thời khống chế lại hồng sắc khí thể nguyên nhân. Hắn sợ tại đây chút hồng sắc khí thể dưới, Diệp Thần Phong trực tiếp chết thống khoái rồi. Thiên Ưng cũng không hề phát hiện được Diệp Thần Phong ngăn ở phía sau một lỗ hổng, hắn cũng không có phát hiện Diệp Thần Phong đang chậm chậm hướng về dưới đáy truyền linh khí. Về phần Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi trực tiếp được Thiên Ưng cho không để ý đến, hắn đối hai cái này tiểu nữ oa một chút hứng thú cũng không có, hắn tự nhiên cũng không có phát hiện hai người bọn họ dưới đáy ẩn núp một cái truyền tống trận rồi.
Thiên ưng có nhiều ý vị nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, con vật nhỏ, ta nói rồi sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi bây giờ có hay không hối hận rồi. Nếu như trước ngươi nguyện ý ngoan ngoãn phối hợp ta, có lẽ thì sẽ không là tràng diện này. Diệp Thần Phong nhanh nhíu chặt mày, trong cơ thể hắn linh khí đang không ngừng thông qua lòng bàn chân chuyển dưới đáy đi, hắn chuyển phi thường cẩn thận, vô cùng cẩn thận, hắn cũng không thể để Thiên ưng phát hiện bất kỳ một chút đầu mối. Theo trong cơ thể linh khí không ngừng trôi qua, Diệp Thần Phong trong thân thể cũng có một loại cảm giác suy yếu rồi, nhưng sắc mặt của hắn trước sau duy trì nguyên dạng, hắn hiện tại cần phải làm là kéo dài thời gian, ta nguyện ý phối hợp ngươi, ngươi liền sẽ bỏ qua cho ta. Loại lời này ngươi cho rằng ta có tin hay không? Thiên ưng cũng cho rằng Diệp Thần Phong bắt đầu hối hận rồi, hắn không có lập tức động thủ, ai nói qua ta sẽ thả qua ngươi rồi, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp ta. Như vậy ta tối thiểu có thể để cho ngươi chết đau nhức mau một chút, mà bây giờ ngươi sẽ chết phi thường thống khổ, thậm chí là sống không bằng chết. Diệp Thần Phong cười nói, ai nói ta sẽ chết? Hay là cuối cùng người chết là ngươi thì sao? Diệp Thần Phong tính toán thời gian, bên trong truyền tống trận năng lượng yếu chứa đầy nhanh, mà dưới đáy hỗn độn bạo lôi, linh khí trong đó cũng nhanh yếu truyền vào xong rồi. Diệp Thần Phong thân thể càng ngày càng suy yếu. Nếu không phải dựa vào ý chí chống đỡ, thân thể của hắn đều phải lung la lung lay được rồi, miệng hắn bên trong cắn chặt hàm răng. Thiên ưng không cùng Diệp Thần Phong nhiều lời, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Thần đế cảnh đỉnh phong khí thế đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong ép tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2603, người còn có tư cách sao? Trên trời ưng hướng về Diệp Thần Phong lao đi thời điểm. Dưới đáy hỗn độn bạo rune linh khí là toàn bộ truyền vào xong rồi, chỉ cần ba cái hô hấp qua đi, nơi này hỗn độn bạo lôi tướng toàn bộ nổ tung, trong nháy mắt sẽ đem vùng không gian này hóa thành hư vô. Bởi Diệp Thần Phong hướng về hỗn độn bạo rune truyền vào linh khí vô cùng bí ẩn, lại tăng thêm hỗn độn bạo lôi thẳng đến nổ tung trước không có bất kỳ đặc thù phản ứng, cho nên Thiên ưng không chút nào cảm thấy được không đúng. Ngược lại là cách đó không xa Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi, hai người bọn họ bàn tay không khỏi nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng là lo sợ bất an, các nàng rõ ràng Diệp Thần Phong kế hoạch, cho nên bọn họ càng sốt sắng hơn rồi, nếu như Diệp Thần Phong thời gian nắm chắc không tinh chuẩn, như vậy bọn hắn đem toàn bộ chết ở hỗn độn bạo lôi chi dưới. Các nàng đối với trận pháp không quá tinh thông, các nàng cũng không hề dùng cảm giác được, giờ khắc này. Được ẩn giấu ở các nàng dưới bàn chân bên trong truyền tống trận tụ lực cũng gần kết thúc rồi, toàn bộ truyền tống trận lập tức muốn triệt để mở ra. Diệp Thần Phong cảm thụ áp bức mà đến thần đế cảnh đỉnh phong khí thế, trong cơ thể hắn linh khí hầu như toàn bộ rót vào đến cùng dưới hỗn độn bạo rune rồi, hắn căn bản là không có sức mạnh chống đỡ rồi, thân thể nhất thời lay động lợi hại, trong miệng từng ngụm phun ra tiên huyết. Thời gian một hơi thở đã qua. Thiên ưng đang nhìn đến Diệp Thần Phong dáng dấp sau đó trong lòng của hắn là càng thêm khinh thường rồi, thậm chí ngay cả hắn điểm ấy khí thế công kích cũng không chống đỡ được, xem ra trước hắn là đánh giá quá cao Diệp Thần Phong rồi. Đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt Thiên ưng, hắn một chưởng hướng về Diệp Thần Phong bả vai trái đập tới, hắn nhưng không có ý định để Diệp Thần Phong chết đi sảng khoái như vậy. Diệp Thần Phong thấy thế, thân thể hắn vi vi một bên. Hắn đem sau lưng của chính mình nhắm ngay Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi, sau đó bàn tay phải của hắn cũng vỗ ra. Nhìn thấy Diệp Thần Phong lại dám cùng mình cứng đối cứng, Thiên ưng khóe miệng cười gần không ngừng, lúc này hai cái hô hấp đã qua. Tiểu tử, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi, như thế vùng vẫy dẫy chết có ý tứ sao? Thiên ưng một chưởng này không có sử xuất toàn lực, hắn sợ một chưởng trực tiếp đem Diệp Thần Phong cho đập chết rồi. Trước đó Diệp Thần Phong lần lượt khiến hắn lên cơn giận dữ. Hai trưởng ở chung đụng vào. Trong không khí lập tức nhộn nhạo lên từng vòng mạnh mẽ linh khí sóng gợn đến. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần Phong giống như một chỉ như diều đứt dây. Lấy hắn lúc này kiệt lực trạng thái, hắn nơi nào ngăn cản được một trưởng này. Trên cánh tay của hắn ống tay áo trong nháy mắt vỡ vụn, tại trên cánh tay của hắn cũng xuất hiện từng cái vết máu. Từ trong đó không ngừng truyền ra răng rắc. Răng rắc, tiếng xương gãy, trong miệng tiên huyết dường như không cần tiền tựa như phun ra tung tóe.
Sắc mặt tái nhợt Diệp Thần Phong không ngừng hướng về Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi bay ngược ra ngoài, hắn lập tức mở ra bao phủ Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi một tầng năng lượng phòng hộ. Lúc này cái thứ ba hô hấp vừa vặn đi qua. Tại đem Diệp Thần Phong một trưởng đánh bay sau đó Thiên Ưng đương nhiên là nhìn thấy trên mặt đất một lỗ hổng, khi hắn cảm ứng được trong đó hơn vạn khối hỗn độn bạo lôi. Hơn nữa đều là được kích phát hỗn độn bạo lôi sau, trên mặt hắn bình tĩnh vô ảnh vô tung biến mất rồi. Mà cùng lúc đó, tại Diệp Thần Phong thuận lợi trở về Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi bên người thời điểm, bọn hắn dưới bàn chân truyền tống trận cũng chính thức mở ra, nhất cổ chói mắt ánh sáng màu trắng từ trong đó bắn ra. Thiên Ưng biết mình là trúng kế, trên mặt hắn che kín vẻ hoảng sợ, hắn rõ ràng tại nhiều như thế hỗn độn bạo lôi dưới, hắn căn bản không có sống dưới khả năng tới, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong phương lao đi, trong cổ họng quát con vật nhỏ. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Hiện tại Thiên Ưng hối hận vừa vặn tại sao không có lập tức động thủ giết Diệp Thần Phong. Oanh, oanh, oanh. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng bạo liệt đột nhiên vang lên, toàn bộ cung điện là nhất thời biến thành hư vô. Tại hết thảy hỗn độn bạo lôi nổ tung đồng thời, Diệp Thần Phong bọn hắn dựa vào truyền tống trận thuận lợi rời khỏi nơi này. Tiếng nổ mạnh liên miên không dứt, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, phía trên Vĩnh Hằng Thành cùng với vùng không gian này toàn bộ là hủy hoại trong một ngày rồi. Mà lúc này Vĩnh Hằng Hà vực chu vi, những kia chống lại trong thân thể một tia ý thức, không có mất đi đối thân thể mình trưởng khống cường giả, bọn hắn lông mày toàn bộ nhíu lại. Chỉ thấy trước mặt mảnh này Vĩnh Hằng Hà vực trong Vĩnh Hằng chi thủy đột nhiên sôi trào lên. Như cùng là được nấu mở ra nước bình thường từ trong đó không ngừng bốc lên cuồn cuộn nhiệt khí. Sát theo đó, những cường giả này toàn bộ ánh mắt bị dại ra, chỉ thấy Vĩnh Hằng Hà vực trong Vĩnh Hằng chi thủy tại dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bốc hơi, chỉ là chốc lát thời gian. Vĩnh Hằng Hà vực trong Vĩnh Hằng chi thủy toàn bộ được trưng phát xong. Tại Vĩnh Hằng chi thủy toàn bộ bốc hơi xong xuôi sau đó tất cả toàn bộ khôi phục yên tĩnh. Vĩnh Hằng chi dưới nước lần thứ hai khôi phục thành mặt đất, căn bản không có đi về Vĩnh Hằng thành lối vào rồi. Thẩm Tu Thiên trong con ngươi tràn đầy nghiêm nghị, hắn là càng thêm lo lắng Diệp Thần Phong an nguy. Giờ khắc này, thông qua truyền tống trận rời đi chỗ kia dưới nền đất cung điện Diệp Thần Phong đám người, bọn hắn thân ở một vùng tăm tối không gian bên trong. Vùng không gian này không có trời khoảng không có đất mặt, bọn hắn liền nổi lơ lửng. Bọn hắn hẳn là nơi vào chỗ nào đó thứ nguyên không gian bên trong. Hẳn là vừa vặn hỗn độn bạo lôi nổ tung, ảnh hưởng đến truyền tống trận, này mới không có đem bọn hắn triệt để truyền tống về đến thần nguyên giới. Bị thương Diệp Thần Phong được Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi dắt díu lấy, bọn hắn nhìn thấy ở mặt trước nơi xa có một cái màu trắng lỗ hổng, cái kia màu trắng lỗ hổng tại bên trong vùng không gian này hết sức rõ ràng. Diệp Thần Phong nói ra, đi thôi. Nơi đó phải là rời đi nơi này cửa ra vào. Nhưng đang lúc này, một cái viên cầu hình bóng đen nhanh chóng chắn Diệp Thần Phong đám người trước mặt, con vật nhỏ, hiện tại chúng ta nên muốn hảo hảo tính toán một chút chương mục. Chỉ thấy cái này viên cầu hình bóng đen chính là một cái xương sọ. Cái này đầu lâu đầy mặt là huyết, hơn nữa bên trên che kín từng cái vết rạn nứt, này không phải là Thiên Ưng đầu lâu ma. Vừa mới tại hỗn độn bạo lôi lúc nổ, Thiên Ưng căn bản là tránh không thoát, thân thể của hắn đã bị nổ nứt ra. Tại thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà, đầu của hắn bởi vì nổ tung lại bị quăng bay ra ngoài. Kết quả là, hắn đem chính mình chỗ có thần hồn toàn bộ tập trung vào trong đầu, hắn dù sao cũng là thần đế cảnh tu vi đỉnh cao rồi, cho dù không có nhục thân, như thường là sẽ không lập tức tử vong, cuối cùng bị hắn khống chế đầu lâu trùng kích vào bên trong truyền tống trận. Rõ ràng cũng bị hắn cho truyền tống đi ra. Nhìn thấy Thiên Ưng viên này máu rầm rề đầu lâu, Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi lần thứ hai trở nên sốt sắng lên. Diệp Thần Phong ngược lại là trấn định tự nhiên, bây giờ Thiên Ưng không có nhục thân, chỉ còn dư lại một cái đầu lâu, chiến lực của hắn tuyệt đối là mức độ lớn giảm xuống. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có tìm ta tính sổ tư cách sao? Diệp Thần Phong lãnh đạm nói. Thiên Ưng lạnh lùng quát, con vật nhỏ, ngươi lại dám âm ta. Cho dù không có nhục thân, ta phải giải quyết ngươi cũng là dễ như ăn cháo. Chấm, chương 2604, thu phục. Đối mặt Thiên Ưng gào thét.
Diệp Thần Phong cười nói, ồ, thật sao? Thần huyết quyết ở trong người vận chuyển, lập tức thi triển ra bất tử kim thân, thương thế trên người hắn tại trong khoảnh khắc khôi phục. Nhìn thấy Diệp Thần Phong trong nháy mắt khôi phục thương thế, Thiên Ưng trước đó đã nếm qua lần thứ nhất thiệt thòi rồi, hắn tuyệt đối không thể đợi, hắn cả viên đầu lâu điên cuồng hướng về Diệp Thần Phong đánh tới, ở trong không khí biến thành một đạo cấp tốc màu đen tàn ảnh. Không có hoàn chỉnh nhục thân Thiên Ưng, tốc độ của hắn cũng giảm xuống không ít, bây giờ tốc độ của hắn nhiều nhất chỉ có thần đế cảnh hậu kỳ cường giả bộ dáng, vừa mới hỗn độn bạo lôi nổ tung thúc đẩy hắn thần hồn cũng bị nhất định tổn thương. Mặt đối tấn công tới Thiên Ưng, bây giờ Diệp Thần Phong là đem Thiên Ưng tốc độ thu hết vào mắt, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông bạo phát, trực tiếp một cước đá ra ngoài. Một tiếng, chỉ còn dư lại đầu lâu Thiên Ưng, hắn căn bản không phát huy ra chiêu thức gì đến, hơn nữa bởi vì thần hồn bị hao tổn, sức mạnh của hắn cũng hạ thấp đến thần đế cảnh hậu kỳ chừng. Quan trọng nhất là tuy nói tốc độ của hắn cùng sức mạnh có thần đế cảnh hậu kỳ, nhưng hoàn toàn không thể lấy thần đế cảnh hậu kỳ để cân nhắc, dù sao hắn chỉ còn dư lại một cái đầu lâu rồi, hắn so với bình thường thần đế cảnh hậu kỳ người trước yếu hơn không chỉ một điểm. Bây giờ Diệp Thần Phong nhưng là bốn loại vô thượng công pháp đồng thời tu luyện, chiến lực của hắn là so với trước kia tăng lên không ít. Một cước đá vào Thiên Ưng đầu lâu bên trên, chỉ còn dư lại một cái đầu lâu Thiên Ưng, hắn không kịp ở đầu chu vi hình thành linh khí phòng hộ. Hắn toàn bộ đầu lâu đồng nhất phiên túc cầu bình thường được Diệp Thần Phong trực tiếp cho đá bay ra ngoài. Được đá bay ra ngoài Thiên Ưng, sự phẫn nộ của hắn như liệt hỏa thiêu đốt, nhưng trải qua Diệp Thần Phong một cước này, hắn cũng biết mình hiện tại không phải là Diệp Thần Phong đối thủ rồi, xem ra từ đầu tới cuối hắn đều đánh giá thấp Diệp Thần Phong sức chiến đấu, đánh giá thấp Diệp Thần Phong tâm trí. Nhưng tại hắn muốn chạy trốn thời điểm, Diệp Thần Phong thình lình lại xuất hiện tại trước mặt hắn, đưa tay ra trực tiếp đem đầu của hắn nắm ở trong tay. Bị đá một cước sau đó Thiên Ưng đầu lâu thượng vết rách là càng ngày càng rõ ràng, thế nào? Hiện tại ngươi chả cho rằng có tìm ta tính sổ tư cách sao? Ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều, hiện tại liền an tâm lên đường thôi. Nhìn thấy Diệp Thần Phong đích thực yếu đối tự mình động thủ, Thiên Ưng là triệt để cuống lên, chậm đã. Chậm đã, ngươi giữ lại ta tuyệt đối hữu dụng, ta biết không ít hỗn độn thời đại bí ẩn, ta thậm chí biết có chút hỗn độn thời đại cường giả hầm mộ, ta có thể dẫn ngươi đi, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu ta một mạng. Thiên Ưng luộc lâu năm như thế, hắn một mực tại chờ đợi lấy lại thấy ánh mặt trời. Hắn thì lại làm sao cam tâm liền chết như vậy đâu này. Nghe vậy, Diệp Thần Phong động tác dừng lại, để cho ta tại thần hồn của ngươi thượng lưu lại dấu ấn. Nếu như ngươi dám có bất kỳ phản kháng, như vậy ta lập tức sẽ để cho ngươi biến mất ở vùng thế giới này giữa. Không đợi Thiên Ưng trả lời, Diệp Thần Phong trực tiếp khi hắn thần hồn thượng lưu lại của mình dấu ấn. Thiên Ưng muốn phản kháng, nhưng hắn không dám phản kháng rồi, hắn chả muốn sống. Chỉ có sống sót sẽ có hy vọng, cho nên hắn ngoan ngoãn để Diệp Thần Phong khi hắn thần hồn thượng để lại dấu ấn. Từ đó về sau, Diệp Thần Phong chỉ cần một ý nghĩ thì có thể làm cho hắn thần hồn câu diệt rồi. Diệp Thần Phong tại thần hồn của Thiên Ưng thượng lưu lại dấu ấn, sau đó hắn đem Thiên Ưng đầu lâu hướng về bên cạnh ném đi, lão già. Không nên nghĩ đông nghĩ tây, ta không phải là Vĩnh Hằng Đại Đế, hắn năm đó thu hồi đối khống chế của ngươi. Đây là hắn đời này sai lầm nhất một lựa chọn. Thiên Ưng sắc mặt biến đến mức dị thường phẫn nộ, lập tức, hắn lại áp chế xuống, chủ nhân, về sau ta chính là ngài lão bộc rồi, ta tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân ngài. Thiên Ưng lão già này thật đúng là có được giãn được nhân vật, bằng không năm đó cũng sẽ không ẩn nhẫn đã nhiều năm như vậy. Nói thật, Diệp Thần Phong nhìn trời Ưng vô cùng phản cảm, lại nói hắn lại đạt được Vĩnh Hằng Đại Đế truyền thừa. Hôm nay Ưng ở trong mắt hắn đã là một kẻ đã chết rồi. Bất quá, Diệp Thần Phong quyết định để cái này người chết phát huy một điểm cuối cùng quang hòa nóng, hắn nhìn trời Ưng trong miệng hỗn độn thời đại cường giả hầm mộ cảm thấy rất hứng thú. Chỉ cần biết rằng những cường giả kia hầm mộ vị trí, Diệp Thần Phong liền sẽ không đem Thiên Ưng tiếp tục giữ lại rồi. Hắn chưa bao giờ yêu thích hội cắn ngược lại chủ nhân một cái chó, cho dù con chó này hiện nay tại trong lòng bàn tay của hắn. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi nhìn thấy Diệp Thần Phong bắt lại Thiên Ưng, đừng xem Diệp Thần Phong vô cùng ung dung, thật giống Thiên Ưng đầu lâu một điểm nguy hiểm cũng không có, thế nhưng hai người bọn họ trong lòng rất rõ ràng.
Nếu như là hai người bọn họ đối đầu thiên ưng đầu lâu, như vậy các nàng tuyệt đối là thập tử vô sinh, liền coi như là bình thường thần đế cảnh trung kỳ cường giả, trên trời ưng đầu lâu bên dưới cũng e sợ sống không được. Diệp Thần Phong có thể như thế nhẹ nhõm bắt thiên ưng đầu lâu, chuyện này chỉ có thể nói rõ chiến lực của hắn quá mạnh mẽ. Diệp Thần Phong trên người trường sam đã trở nên rách tả tơi rồi, hắn dứt khoát trực tiếp tại nửa người trên trường sam thượng xé dưới một mảnh vải đen, thuận tay đem thiên ưng đầu lâu bao vây ở miếng vải đen bên trong. Thiên ưng muốn nói điều gì, nhưng Diệp Thần Phong đối với hắn là hờ hững. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, Diệp Thần Phong đối với Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi nói ra. Hắn hướng về xa xa màu trắng lỗ hổng đi đến, Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi là theo sát ở hắn hai bên. Phương Đoá Nhi hỏi, Diệp đại ca, người sau có tính toán gì hay không? Trải qua lúc trước ở chung, cùng với Diệp Thần Phong nhiều lần cứu giúp, Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược đối Diệp Thần Phong có một loại sùng bái, hoặc là kính ngưỡng. Tuy nói không biết Diệp Thần Phong tuổi tác có hay không so với các nàng lớn, nhưng Phương Đoá Nhi vẫn là xưng hô Diệp Thần Phong vì Diệp đại ca rồi. Diệp Thần Phong nhún nhún vai, tùy ý trả lời một câu, không có tính toán gì, có lẽ sẽ đi hướng thượng giới. À, Diệp đại ca, người muốn đi hướng thượng giới. Ngươi không phải là được Hà gia truy nã sao? Phương Đoá Nhi kinh ngạc nói. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Phương Đoá Nhi. Phương Đoá Nhi lại vội vàng giải thích, Diệp đại ca, ngươi không nên hiểu lầm, lần này may mắn mà có ngươi, ta cùng Lan Nhược tỷ mới có thể sống sót, chúng ta tính là bằng hữu đi nha. Ta cùng Lan Nhược tỷ tuyệt đối sẽ không đứng ở ngươi đối lập mặt đi. Tống Lan Nhược cũng nói, Đoá Nhi nói không sai, chúng ta hiểu được có ơn tất báo. Ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, cho dù muốn chúng ta hai trả giá tính mạng, chúng ta cũng nguyện ý. Diệp Thần Phong cảm giác được xuất Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi nói chính là lời nói thật lòng, hắn nói ra, được rồi, chúng ta đi thôi. Chuyện của chính ta sẽ xử lý tốt, bất kể là Hà gia trả là cái gì, tương lai tổng hội biến mất ở vùng thế giới này giữa. Diệp Thần Phong nói làm bình thản, rất hờ hững. Nhưng Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi lại nghe xuất thần, các nàng xem Diệp Thần Phong bóng lưng, các nàng cảm giác mình chứng kiến một nhân vật không tầm thường trưởng thành. Hay là tại tương lai một ngày nào đó, vùng thế giới này đều sẽ họ Diệp. Lan Nhược tỷ, ta không muốn về tông môn, ta muốn cùng Diệp đại ca đi thượng giới nhìn xem, người nói Diệp đại ca sẽ đồng ý sao? Phương Đoá Nhi hỏi. Tống Lan Nhược gõ một cái Phương Đoá Nhi đầu, không nên suy nghĩ bậy bạ. Chúng ta đàng hoàng ở tại bên trong giới là tốt rồi. Chương 2605, đưa cho ngươi được rồi. Vĩnh Hằng Hà vực bốn phía. Tất cả tu luyện người toàn bộ là đờ đẫn nhìn xem bốc hơi rồi Vĩnh Hằng chi thủy. Mới vừa tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy người tu luyện đi nơi nào? Những kia tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy trẻ tuổi lại đi nơi nào? Lẽ nào lần này bọn hắn toàn bộ đã bị chết ở tại Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy sao? Tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy trẻ tuổi, bọn họ là tất cả đại tông môn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, nếu như những người trẻ tuổi đồng lứa toàn bộ chết rồi, đối với những thứ này tông môn tới nói tuyệt đối là một cái đau đớn thê thảm đả kích. Tại tất cả mọi người nhíu mày thời điểm, chỉ thấy tại Vĩnh Hằng Hà vực phía trên xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng, sát theo đó, ba bóng người từ trong đó vọt ra. Nhìn thấy này ba bóng người sau đó nguyên bản lo lắng vô cùng Thẩm Tu Thiên. Hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Diệp Thần Phong bình an vô sự là tốt rồi, chỉ là hắn chợt trong đầu thần kinh lại căng thẳng lên, bây giờ Diệp Thần Phong khôi phục nguyên bản diện mạo, thân phận của hắn chẳng phải là muốn được những người này cho nhận ra. Một lòng muốn rời khỏi vừa nãy vùng không gian kia Diệp Thần Phong, hắn cũng không nghĩ tới truyền tống trận hội đem bọn hắn truyền tống về Vĩnh Hằng Hà vực chu vi, hắn mới trong lúc nhất thời cũng quên cải biến dung mạo. Đoá Nhi, Lan Nhược. Một tên ông lão mặc áo bào trắng cùng một tên ông lão mặc áo bào đen, hai người bọn họ từ trong đám người đi ra, hai người bọn họ khí thế trên người toàn bộ tại thần đế cảnh trung kỳ tầng thứ. Trong đó lão giả áo bào trắng, hắn chính là bên trong giới thiên thần cốc lão tổ Bàng Thanh Nguyên, một cái khác áo bào đen lão giả, hắn chính là bên trong giới huyền không cửa lão tổ Nghiêm Hải Sơn. Mà Phương Đoá Nhi là thiên thần cốc đệ tử thiên tài, Tống Lan Nhược là huyền không môn đệ tử thiên tài. Hai người bọn họ bình thường rất được chính mình lão tổ Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn vừa ý.
này sẽ bọn hắn nhìn thấy Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược an toàn, sau đó trong lòng bọn họ là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi chỉ là hấp dẫn ở đây những người còn lại một hồi lực chú ý, rất nhanh, từng tia ánh mắt liền đồng loạt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Bọn hắn đều cảm thấy Diệp Thần Phong tướng mạo hết sức quen thuộc, từ từ bắt đầu có người nhận ra Diệp Thần Phong. Tiểu tử này không phải là thượng giới Hà gia muốn thông tập người sao? Hắn dĩ nhiên cũng tiến vào Vĩnh Hằng Hà vực dưới đáy. Thực sự là đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, tiểu tử này giá trị có thể không phỉ. Để Hà gia nợ một ân tình, đây tuyệt đối là một bút có lời buôn bán. Các ngươi lẽ nào không có nghe nói sao? Trước đó cũng có người tu luyện muốn bắt được tiểu tử này. Chỉ tiếc Thẩm gia đứng ở tiểu tử này phía bên kia, còn có ba cái kia chế thuốc lão giả, nghe nói tiểu tử này tự thân sức chiến đấu cũng không tục. Chu vi vang lên từng đạo tiếng bàn luận, tại trong mắt những người này Diệp Thần Phong là bánh bao thơm, là bọn hắn cùng thượng giới Hà gia dính líu quan hệ một cái đường tắt. Đối mặt từng tia ánh mắt cùng từng tiếng nghị luận, Diệp Thần Phong trên mặt biểu lộ không có quá nhiều biến hóa, cầm trong tay của hắn một khối cuốn lại miếng vải đen, thiên ưng đầu lâu một mực bị cuốn ở miếng vải đen bên trong. Hay là nghe được động tĩnh chung quanh, thiên ưng đầu lâu tại miếng vải đen bên trong không an phận lên. Từng tia một thật khí thế từ miếng vải đen bên trong tản ra, ở đây có không ít cường giả toàn bộ cảm thấy điểm này. Kết quả là, từng tia ánh mắt lại tập trung vào Diệp Thần Phong trong tay cuốn lại hắc trên vải, bọn hắn bắt đầu suy đoán miếng vải đen bên trong là cái gì. Chẳng lẽ nói là Diệp Thần Phong tại Vĩnh Hằng Hà vực bên trong lấy được bảo vật gì? Ngẫm nghĩ lại tuyệt đối có khả năng như vậy. Trên đời này chính là có một ít nôn nóng người. Chỉ thấy một tên thân mặc trường bào màu đỏ lão đầu, hắn bóng người xuất hiện tại khoảng cách Diệp Thần Phong khoảng 5 mét địa phương, danh hiệu của hắn gọi là Thiên Viêm Lão Nhân, một thân tu vi tại thần đế cảnh trung kỳ. Hôm nay Viêm Lão Nhân tính khí là nổi danh nóng nảy, làm bất cứ chuyện gì đều là không có kiên nhẫn. Thậm chí hắn sẽ không đi bận tâm trước mắt bất kỳ hình thức, từ trước đến giờ là làm theo ý mình. Thiên Viêm Lão Nhân quát, các ngươi phải tiếp tục quan sát. Ta không ngăn trở các ngươi. Nhưng tiểu tử này trong tay bảo vật ta muốn rồi, các ngươi cũng không nên cùng lão phu ta tranh đoạt, là chính các ngươi ra tay chậm. Nhìn thấy Thiên Viêm Lão Nhân muốn làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên mà được lợi người, còn lại tông môn lão tổ toàn bộ khẽ nhíu mày, Diệp Thần Phong tốt xấu cũng có thần đế cảnh sơ kỳ tu vi, bọn hắn vẫn là đứng tại chỗ cũng không ý định động thủ. Thiên Viêm Lão Nhân rất hài lòng hết thảy trước mặt. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, tiểu tử, làm sao? Nghe nói chiến lực của ngươi rất mạnh, nghe nói ngươi có thể vượt cấp chiến thắng thần đế cảnh trung kỳ cường giả. E sợ chết ở trong tay ngươi thần đế cảnh trung kỳ cường giả, bọn hắn sức chiến đấu quá yếu. Mà không phải chiến lực của ngươi quá mạnh mẽ. Ban đầu ở thẩm phủ sự tình, hẳn là toàn bộ khuếch tán đi ra. Bất quá, rất nhiều người cũng không hề tận mắt nhìn thấy ngày đó tình hình. Cho nên đối với chuyện ngày đó nửa tin nửa ngờ. Ngươi muốn ta động thủ đâu này? Vẫn là ngoan ngoãn trước đem bảo vật giao cho ta. Nếu như ngươi để cho ta động thủ, như vậy rơi xuống trong tay ta, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Thiên Viêm Lão Nhân sức chiến đấu tại toàn bộ bên trong giới đều là có tên tuổi, hắn nhưng không phải bình thường thần đế cảnh trung kỳ cường giả có thể so sánh được, cái này cũng là hắn tràn ngập phấn khích nguyên nhân. Thẩm Tu Thiên trong nháy mắt đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, hắn cũng khôi phục nguyên bản dung mạo, bây giờ không có nhất định muốn che giấu giấu được rồi, bên trong thân thể của hắn thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế bốc hơi mà lên. Thiên Viêm Lão Đầu, ta xem ngươi là chán sống rồi, hôm nay có ta Thẩm Tu Thiên tại, có ai có thể động được rồi ta ân công một sợi tóc. Thẩm Tu Thiên trong giọng nói tràn đầy sát ý. Thần đế cảnh hậu kỳ thật khí thế làm cho ở đây rất nhiều người tu luyện hơi thay đổi sắc mặt, trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng chỉ là thần đế cảnh trung kỳ mà thôi, nếu như bọn hắn tất cả mọi người đồng thời liên thủ, hay là có thể bắt Thẩm Tu ngày, nhưng bọn họ nhất định muốn liều mạng một lần, những người này có ai nguyện ý liều mạng một lần. Diệp Thần Phong ngược lại là không sao cả nhún nhún vai, trên trời viêm sắc mặt lão nhân phi thường khó coi thời điểm, hắn nói ra, ngươi muốn cái này. Được rồi. Đưa cho ngươi được rồi. Diệp Thần Phong trực tiếp đem dùng miếng vải đen bao vây tốt thiên ưng đầu lâu ném cho Thiên Viêm Lão Nhân. Ở đây tất cả mọi người hơi sững sờ, liền ngay cả Thẩm Tu Trời cũng trong con ngươi vẻ mặt cứng lại,
chuyện này phát triển quá mức quỷ dị một điểm. Không phải là như vậy phát triển, chỉ có một bên Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi trong lòng là lắc đầu liên tục, hôm nay Viêm lão nhân quả thực là chính mình muốn chết. Thuận tay tiếp nhận miếng vải đen Thiên Viêm lão nhân, hắn theo bản năng mở ra miếng vải đen, mà khi hắn mở ra miếng vải đen nháy mắt, Thiên Ưng đầu lâu đột nhiên xông hướng hắn. Tuy nói thần hồn bị hao tổn, Thiên Ưng khắp mọi mặt thực lực mức độ lớn hạ thấp, nhưng trước mặt Thiên Viêm lão nhân chỉ có thần đế cảnh trung kỳ, hơn nữa không phải Diệp Thần Phong như vậy yêu nghiệt. Lại tăng thêm Thiên Viêm lão nhân nhìn thấy Thiên Ưng đầu lâu sau, sửng sốt một giây đồng hồ, chính là cái này một giây, hắn căn bản là đến không kịp né tránh rồi. Chỉ thấy Thiên Ưng đầu lâu xuất hiện tại Thiên Viêm lão đầu của người ta trước, hắn đột nhiên mở ra miệng mình, trực tiếp một cái đem Thiên Viêm lão nhân xương sọ cho cắn nát. Sau đó Thiên Ưng không chút kiêng kỵ gặm nhấm lên Thiên Viêm lão đầu người trong các loại đồ vật. Thiên Viêm lão nhân căn bản làm không ra bất kỳ phản kháng, hắn cứ như vậy đi đời nhà ma rồi. Chương 2606, lựa chọn. Gặm nhấm một phen sau Thiên Ưng. Hắn chỉnh cái đầu về tới Diệp Thần Phong bên cạnh, cứ như vậy trôi nổi ở Diệp Thần Phong bên phải vai bên cạnh chủ nhân. Diệp Thần Phong nhìn trời Ưng lão già này không có quá lớn hảo cảm, hắn chỉ là khẽ gật đầu, hắn nhìn trên mặt đất dáng dấp thê thảm Thiên Viêm lão nhân, hắn mong muốn, đây cũng không phải là ta ép hắn. Ở đây còn lại tông môn lão tổ, trong lòng bọn họ toàn bộ là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn rất nhiều người đều biết Thiên Viêm lão nhân sức chiến đấu, mà Thiên Viêm lão nhân liền chết như vậy. Thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra. Những này tất cả đại tông môn lão tổ, bọn hắn toàn bộ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trôi nổi tại Diệp Thần Phong vai bên cạnh đầu lâu, nguyên bản có Thẩm Tu Thiên đứng ở Diệp Thần Phong bên này đã là đủ khó đối phó, bây giờ lại xuất hiện một cái quỷ dị như thế đầu lâu. Khụ khụ, khụ khụ. Ở xung quanh rơi vào trong yên lặng thời điểm, một trận tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy một cái lưng còng lão đầu, hắn từ bên trong góc đi ra, lão đầu này bộ dáng rất già, trên mặt mỗi một tấc da thịt hầu như toàn bộ được nếp nhăn cho che kín. Ông lão này mỗi đi một bước nhìn như phổ thông, nhưng bước chân của hắn bên trong ẩn chứa một loại nhịp điệu, cả người hắn đều nơi vì loại nào đó áo nghĩa bên trong, thanh âm khàn khàn vang lên. Lần này từ ngàn nam trên dưới núi đến, ta cũng không làm được bạch bạch đi một chuyến, khiến thượng giới Hà gia nợ ta một món nợ ân tình, có lẽ ta là có thể sống thêm một chút thời gian rồi. Lão đầu vẫn đục ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong, tiểu tử, để cho ta đem ngươi bắt, sau đó giao cho Hà gia, ngươi ứng với nên sẽ không có ý kiến chứ. Như vậy ngươi cũng coi như thành toàn lão phu ta một chuyện. Nghe được ngàn nam sơn. Những tông môn kia lão tổ sắc mặt khẽ thay đổi, tại mấy vạn năm trước, ngàn nam sơn ở chính giữa giới cực kỳ có tiếng, chỉ vì ngàn nam sơn chủ nhân là một gã chiến lực cường đại cường giả tuyệt thế, tất cả mọi người không biết hắn chân thật tục danh, sau đó có người cho hắn lấy một cái nam sơn lão yêu danh hào. Lão đầu này tự xưng là từ ngàn nam sơn thượng đi xuống. Hắn chẳng phải là nam sơn lão yêu. Này nam sơn lão yêu đã có trên vạn năm chưa từng xuất hiện rồi. Một mực ở lại ngàn nam trên núi, mà ngàn nam sơn cũng là bên trong giới cấm địa. Phàm là có người xông vào ngàn nam sơn, cuối cùng toàn bộ không có đi ra khỏi tới. Chỉ là nam sơn lão yêu biến hóa quá lớn. Cho tới ở đây những lão tổ kia không có nhận ra, bây giờ này nam sơn lão yêu còn thật sự xứng với lão yêu hai chữ này rồi. Hắn thật sự là lão không ra dáng tử rồi, hắn làm sao sẽ trở nên như thế chi lão? Nam sơn lão yêu trên người khí thế chậm rãi dập dờn mà ra, khí thế của hắn phi thường hùng hậu, tuyệt đối là thần đế cảnh hậu kỳ, hơn nữa so với Thẩm Tu Thiên thật khí thế đều phải hùng hậu, xem ra hắn so với Thẩm Tu Thiên bước vào thần đế cảnh hậu kỳ muốn sớm lên không ít. Cảm nhận được nam sơn lão yêu khí thế trên người sau. Ở đây những này tất cả đại tông môn lão tổ, bọn hắn trong con ngươi vẻ mặt kinh nghi bất định, bọn hắn không nghĩ tới lâu không lộ diện nam sơn lão yêu. Hắn rõ ràng cũng khóa nhập thần đế cảnh hậu kỳ tầng thứ. Thẩm Tu Thiên thật chặt đứng ở Diệp Thần Phong bên người, hắn đem nam sơn lão yêu thân phận đối Diệp Thần Phong giải thích một lần. Diệp Thần Phong từ đầu tới cuối trên mặt vẻ mặt cũng không thay đổi. Tiểu tử, đến giờ phút này rồi, ngươi đều có thể mặt không biến sắc, nói thật, ta thật thưởng thức ngươi. Đáng tiếc a hát, ta cần phải sống sót, mà Hà gia có thể trợ giúp ta sống tiếp.
cho nên ngươi nhất định muốn vì ta hy sinh một cái. Nam Sơn lão yêu tính khí làm quái lạ, cho nên, hắn nói ra cũng vô cùng quái lạ. Thiên thần cốc cùng huyền không cửa lão tổ Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn. Bọn hắn nhìn thấy Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược vẫn đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh, hai người bọn họ lông mày chăm chú nhíu, bọn hắn nhưng không hy vọng chính mình tông môn đệ tử thiên tài cùng Diệp Thần Phong kéo lên chút nào quan hệ, như vậy rất có thể sẽ liên lụy đến bọn hắn tông môn. Bàng Thanh Nguyên đối với Phương Đoá Nhi, quát, Đoá Nhi, người đứng ngốc ở đó làm gì? Nhanh chóng đến bên này. Nghiêm Hải Sơn cũng đúng Tống Lan Nhược, quát lên, Lan Nhược, hắn là Hà gia truy nã người. Ngươi và hắn đứng chung một chỗ làm gì? Bây giờ có Nam Sơn lão yêu nhúng tay, hơn nữa tu vi của hắn tại thần đế cảnh hậu kỳ, hơn nữa là so với Thẩm Tu Thiên thật khí thế đều hùng hậu. Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn đến cũng không băn khoăn nữa rồi. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược. Các nàng khi nghe đến chính mình lão tổ lời nói sau, hai người bọn họ sắc mặt có chút điểm nhi khó coi. Các nàng lại há là vong ân phụ nghĩa người. Diệp Thần Phong đối với Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược, nói ra, trở về nên trở về địa phương đi. Phương Đoá Nhi cố chấp lắc đầu, mà Tống Lan Nhược cũng mím miệng thật chặt môi. Nam Sơn lão yêu có nhiều ý vị nhìn xem tình cảnh này, hắn cũng không có vội vã động thủ, thật giống ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong đã là vật ở trong túi của hắn. Chỉ chốc lát sau, Phương Đoá Nhi đối với Bàng Thanh Nguyên, nói ra, lão tổ, Diệp đại ca đối với ta có ân, ngài thường thường nói làm người phải hiểu được có ơn tất báo. Tống Lan Nhược đối với Nghiêm Hải Sơn, nói ra, lão tổ, ta không làm được xảo trá sự tình đến. Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn nghe được Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược lời nói sau, hai người bọn họ là tức đến trợn mắt thở phì phò, bọn hắn rõ ràng Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược lựa chọn, nếu như Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược chọn lựa như vậy. Như vậy cuối cùng hai người bọn họ tông môn có khả năng sẽ gặp xui xẻo. Tuy nói Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan nếu là bọn họ hai cái coi trọng nhất con cháu, thế nhưng tại toàn bộ tông môn tiền đồ cùng an nguy bên trên, bọn hắn tự nhiên là càng thêm coi trọng tông môn được rồi. Ở trong mắt bọn họ Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược chết rồi là đáng tiếc, có thể đem đến vẫn có thể bồi dưỡng được cái thứ hai Phương Đoá Nhi, cái thứ hai Tống Lan Nhược, nhưng nếu như tông môn không có, như vậy liền tất cả cũng không có. Phương Đoá Nhi, ngươi nhất định phải như thế lựa chọn. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Bàng Thanh Nguyên phẫn nộ quát. Về phần Tống Lan Nhược, người không đợi Nghiêm Hải Sơn chất vấn, người liền nói ra, lão tổ, từ giờ khắc này, ta lui ra huyền không môn, về sau ta không ở chính là huyền không cửa đệ tử, ta sẽ không liên lụy các ngươi huyền không cửa. Phương Đoá Nhi liếc mắt nhìn Tống Lan Nhược, thấp giọng nói, Lan Nhược tỷ. Ngươi vừa vặn không là muốn ta không nên suy nghĩ bậy bạ, thành thành thật thật ở tại bên trong giới à? Ngươi đây là... Tống Lan Nhược cười nói, hay là ta cũng chờ mong chứng kiến một cái cường giả chân chính quật khởi. Phương Đoá Nhi cũng lập tức đối với Bàng Thanh Nguyên, nói ra, lão tổ, ta lui ra thiên thần cốc, ta những việc làm cùng thiên thần cốc lại cũng không có bất cứ quan hệ gì. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi làm ra lựa chọn của mình. Diệp Thần Phong thấy cảnh này sau, trong lòng hắn là liên tục cười khổ rồi, hiện tại không muốn mang hai nữ nhân này cũng không được rồi. Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn trong con ngươi tràn đầy lệ khí, bọn hắn đối với cái này hai cái thiên tài đệ tử lựa chọn phi thường phẫn nộ. Phương Đoá Nhi, nếu như ngươi muốn chọn lựa như vậy thời khắc này lên, ngươi tựu là thiên thần cốc kẻ địch, nể tình ngươi đã từng là thiên thần cốc đệ tử, ta chỉ phải đem ngươi một thân tu vi phế bỏ. Bàng Thanh Nguyên quát, Nghiêm Hải Sơn cũng quát lên, Tống Lan Nhược, người cũng giống vậy, phế bỏ một thân tu vi, người có thể sống một mạng. Chương 2607, Cực Quang Bộ Pháp. Nghe được chính mình lão tổ lời nói sau. Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược sắc mặt trắng bệch, tuy nói tông môn đối với các nàng có đào tạo tri ân, nhưng là bởi vì vì thiên phú của các nàng, đã từng cũng giúp nhà mình tông môn kiếm được không ít chỗ tốt. Nếu như một thân tu vi bị phế rồi, như vậy các nàng căn bản vô pháp tại thần nguyên giới sinh tồn được rồi. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược vai, nói ra, hai người các ngươi lui về phía sau một ít đi. Chỉ cần có ta ở nơi này, không ai có thể động được các ngươi. Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược làm nghe lời,
các nàng ánh mắt phức tạp nhìn qua Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn thối lui về phía sau rồi. Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn nhìn thấy Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược không có lại mở miệng, trong lòng bọn họ tức giận thẳng tắp dâng lên, bây giờ Nam Sơn lão yêu đối Diệp Thần Phong có hứng thú, bọn hắn cũng không sợ Diệp Thần Phong bên cạnh Thẩm Tu Ngày, thậm chí trong lòng bọn họ đối Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược đều sinh ra sát ý. Phương Đoá Nhi, người đây là muốn khi sư diệt tổ. Phế bỏ tu vi của ngươi, đã là mở ra một con đường rồi, đã như vậy ngươi có thể không cần lưu lại nơi này thế gian. Bàng Thanh Nguyên trợn mắt trừng trừng, cuồn cuộn sát khí từ trong thân thể hắn bộc phát ra. Nghiêm Hải Sơn khí thế trên người cũng một lại tăng lên, Tống Lan Nhược, ngươi và này tội không thể tha thứ tiểu tử cùng nhau, ngươi đã là phạm vào tội lớn ngập trời, biến thành một kẻ tàn phế ngươi mới có thể sống sót, ngươi này là muốn chết rồi. Ta có thể thành toàn ngươi. Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn hoàn toàn là sợ sệt thượng giới Hà gia mà thôi, thêm vào Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược vung mặt mũi của bọn hắn bây giờ căn bản không lo được Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược chính là bọn hắn đã từng trong tông môn thiên tài rồi. Bất quá, Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn không dám trực tiếp động thủ, bọn hắn không khỏi đưa mắt liếc về phía một bên Nam Sơn Lão Yêu. Nam Sơn Lão Yêu khuôn mặt đầy nếp nhăn thượng, xem không ra bất kỳ biểu lộ. Hắn chậm chạp không có mở miệng. Trong lúc nhất thời, không khí của hiện trường trở nên có chút quỷ dị. Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn mặt như gan heo sắc. Bọn hắn chỉ có thể ngốc đứng tại chỗ không động đậy. Sốt cuộc, Nam Sơn lão yêu thanh âm khàn khàn vang lên, đời ta nhìn không vừa mắt nhất chính là một ít cướp gà trộm chó chi đồ. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, tiểu tử, ta hiện tại bắt đầu do dự có muốn hay không bắt ngươi rồi. Có thể làm cho hai cái trong tông môn thiên tài thoát ly tông môn. Đi theo người cái này nguy hiểm chi đồ, xem ra nhân phẩm của ngươi không sai. Có chút phù hợp khẩu vị của ta. Nam Sơn lão yêu dĩ nhiên đối Diệp Thần Phong lộ ra thưởng thức, mà trong miệng hắn cướp gà trộm chó chi đồ chỉ nhất định là Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn rồi. Hai cái này lão đầu sắc mặt là càng ngày càng khó coi, này không cùng lẽ thường a hát. Kịch lẽ ra không nên như thế phát triển. Nam Sơn lão yêu tính khí từ trước đến giờ quái lạ, hắn không để ý đến sắc mặt khó coi Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn, hắn tiếp tục nói, tiểu tử, ta là làm thưởng thức ngươi, nhưng ta cũng phi thường muốn sống lâu một chút. Thượng giới Hà gia khẳng định có biện pháp, ngươi lại là Hà gia muốn thông tập người, này làm cho ta thực sự khó mà lựa chọn. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đụng tới trên người ta bất luận một nơi nào. Như vậy ta hôm nay liền không ra tay với ngươi rồi. Diệp Thần Phong cũng cảm thấy này Nam Sơn lão yêu quả thực thú vị, ở trong mắt hắn Nam Sơn lão yêu không phải một cái kẻ ác, hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút chính mình bây giờ tốc độ như thế nào, Nam Sơn lão yêu dù sao cũng là thần đế cảnh hậu kỳ tu vi. Diệp Thần Phong nói ra, được, ta có thể cùng ngươi so với liều một phen tốc độ. Muốn đụng tới Nam Sơn lão yêu, phương diện tốc độ nhất định muốn vượt qua hắn. Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn nhìn thấy Nam Sơn lão yêu nhưng vẫn là sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ. Hai người bọn họ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Nam Sơn lão yêu không thay đổi đầu mâu, trong lòng bọn họ an tâm. So với đấu tốc độ, tuy nói đồn đãi Diệp Thần Phong sức chiến đấu rất mạnh. Thế nhưng Nam Sơn lão yêu bây giờ chính là thần đế cảnh hậu kỳ tu vi, hơn nữa Nam Sơn lão yêu có một môn bộ pháp tên là Đằng Vân Quỷ Bộ. Này Đằng Vân Quỷ Bộ năm đó nhưng là ở chính giữa giới vang dội, ở chính giữa giới cùng đẳng cấp bên trong, chỉ cần Nam Sơn lão yêu thi triển Đằng Vân Quỷ Bộ, không có cùng đẳng cấp người tu luyện có thể tại phương diện tốc độ vượt qua hắn. Lại nói Diệp Thần Phong tu vi dù sao chỉ có thần đế cảnh sơ kỳ mà thôi. Ân công! Một bên Thẩm Tu Thiên gọi một tiếng, Diệp Thần Phong trực tiếp ngắt lời hắn, yên tâm, ta có chừng mực. Đứng sau lưng Diệp Thần Phong Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi trong con ngươi xinh đẹp cũng tràn đầy lo lắng. Nam Sơn lão yêu nói ra, tiểu tử, ta chỉ cho ngươi hai canh giờ. Ngươi nhưng yếu nắm chặt thời gian rồi. Tại Nam Sơn lão yêu tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Diệp Thần Phong bóng người liền nhanh chóng lướt ra ngoài, hắn đem trong cơ thể linh khí dòng sông vận chuyển tới cực hạn. Vừa bắt đầu, Diệp Thần Phong liền phát huy ra cực hạn tốc độ. Hơn nữa vừa tới liền thi triển bí pháp thiên lôi nhanh chóng. Lại tăng thêm bây giờ hắn là bốn môn vô thượng công pháp đồng thời tu luyện.
Tốc độ của hắn không phải ngày xưa có thể so rồi. Chỉ thấy thân ảnh của hắn hầu như ở trong không khí biến mất rồi, trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện tại Nam Sơn Lão Yêu trước mặt, hắn ra tay hướng về Nam Sơn Lão Yêu vai tóm tới, mắt nhìn thấy bàn tay khoảng cách Nam Sơn Lão Yêu vai càng ngày càng gần. Nam Sơn Lão Yêu khuôn mặt đầy nếp nhăn thượng lộ ra một vệt kinh sắc, Diệp Thần Phong tốc độ hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn rồi, này căn bản không phải thần đế cảnh sơ kỳ cường giả có thể phát huy ra tốc độ. Đến khắp chung quanh còn lại tất cả đại tông môn lão tổ Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn đám người, bọn hắn khóe mắt kinh hoàng không ngớt, tại đã được kiến thức Diệp Thần Phong tốc độ cực hạn sau đó bọn hắn từng cái phía sau lưng bốc lên mồ hôi lạnh, bực này tốc độ hoàn toàn là đã vượt qua bọn hắn những này thần đế cảnh trung kỳ cường giả, trống trơn là tốc độ bên trên, bọn hắn đã bị Diệp Thần Phong bỏ qua thật lớn một khoảng cách. Tại Diệp Thần Phong thủ trưởng yếu chạm vào Nam Sơn Lão Yêu vai thời điểm. Chỉ thấy Nam Sơn Lão Yêu dưới lòng bàn chân toát ra nhất cổ khói đen, sát theo đó, Diệp Thần Phong thủ trưởng quào một cái khoảng không, Nam Sơn Lão Yêu đã biến mất ở trước mặt hắn, xuất hiện tại hắn bên phải 10 mét địa phương xa. Vừa mới tại lúc khẩn cấp quan trọng dưới, Nam Sơn Lão Yêu lập tức thi triển đằng vân quỷ bộ, lúc này mới hiểm mà lại hiểm tránh qua Diệp Thần Phong thủ trưởng, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên ngưng trọng không ít, tiểu gia hỏa. Ta còn thực sự suýt chút nữa tại lật thuyền trong mương, người phần này tốc độ, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài rồi, trọng yếu nhất người mới thần đế cảnh sơ kỳ tu vi, chẳng trách Hà gia sẽ đối người dưới lệnh truy nã rồi. Phát huy ra cực hạn tốc độ, rõ ràng vẫn không có đụng tới Nam Sơn Lão Yêu, vừa vặn cái kia một cái tiên cơ bỏ lỡ, lại muốn đụng tới Nam Sơn Lão Yêu nhưng tất nhiên không thể dễ dàng. Mà nhưng vào lúc này... Diệp Thần Phong trong cơ thể Vĩnh Hằng Bảo Điển tự chủ vận chuyển, rất nhanh, ở trong đầu hắn xuất hiện một môn bộ pháp. Cái môn này bộ pháp tên là Cực Quang. Cũng không hề bản nói rõ là đẳng cấp nào bộ pháp, chỉ là căn cứ trong đầu xuất hiện miêu tả, cái môn này Cực Quang bộ pháp hẳn là vô cùng kiểu như châu bò. Này chính là Vĩnh Hằng Bảo Điển bên trong một môn đỉnh cấp bộ pháp. Chương 2608, đi theo ta thế nào? Trước đó Diệp Thần Phong chỉ là tu luyện Vĩnh Hằng Bảo Điển pháp môn, hắn không có cẩn thận nghiên sửa chữa Vĩnh Hằng Bảo Điển bên trong còn lại bộ phận đây. Bây giờ trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra cực quang cái môn này bộ pháp tu luyện, xem ra là vừa vặn hắn thể hiện ra cực hạn tốc độ, kích phát ra Vĩnh Hằng Bảo Điển bên trong cái môn này đỉnh cấp bộ pháp. Diệp Thần Phong đem trong đầu cực quang bộ pháp môn tu luyện nhìn một lần, cái môn này bộ pháp là phải phối hợp Vĩnh Hằng Bảo Điển thi triển ra. Bây giờ muốn đụng tới thi triển đằng vân quỷ bộ Nam Sơn Lão Yêu, xem ra chỉ có sử dụng tới cực quang bộ pháp mới có hy vọng rồi. Nam Sơn Lão Yêu nhìn đứng ở nguyên chỗ không động đậy Diệp Thần Phong, hắn nói ra tiểu gia hỏa, nản lòng. Tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh, đổi lại vậy thần đế cảnh hậu kỳ cường giả, vừa vặn tuyệt đối sẽ được đụng tới thân thể. Đáng tiếc, Nam Sơn Lão Yêu lắc lắc đầu, hỏi, ngươi chả yếu tiếp tục nữa sao? Hai cái canh giờ tuy nói là nhanh một chút, nhưng đối với Diệp Thần Phong tới nói yếu tu luyện ra cực quang bộ pháp cũng không là chuyện không thể nào, dù sao thiên phú của hắn đặt tại đó đây. Hắn đã đem trong đầu liên quan với cực quang bộ pháp môn tu luyện toàn bộ xem lướt qua đồng thời hiểu thấu đáo rồi, thân ảnh của hắn lần thứ hai hướng về Nam Sơn Lão Yêu lướt tới, ở bề ngoài hắn nhưng vẫn là thi triển là thiên lôi nhanh chóng, nhưng hắn đã tại bắt đầu thử nghiệm tu luyện cực quang bộ pháp. Lần này có chuẩn bị Nam Sơn Lão Yêu, hắn đối với Diệp Thần Phong tới gần, hắn tránh né thành thạo điêu luyện. Lòng bàn chân của hắn dưới không ngừng bốc lên cuồn cuộn khói đen, chỉ cần khói đen vừa xuất hiện, hắn liền sẽ lập tức biến mất ở nguyên chỗ. Này đằng vân quỷ bộ quả nhiên là danh bất hư truyền. Một bên Thẩm Tu Thiên mi đầu một mực nhíu, hắn tuy rằng cũng thán phục Diệp Thần Phong tốc độ, thế nhưng hắn biết trống trơn dựa vào tốc độ như vậy. Diệp Thần Phong là không đụng tới Nam Sơn Lão Yêu bất kỳ một sợi tóc, hắn cũng nhìn ra được Diệp Thần Phong sử dụng cực hạn tốc độ, xem ra hôm nay không thể vững vàng thu tràng. Hắn đã có chuẩn bị ý động thủ rồi. Mà Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược trong con ngươi xinh đẹp con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, các nàng lựa chọn có ơn tất báo, các nàng rõ ràng nếu như Diệp Thần Phong bị bắt lấy xuống. Hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Thậm chí sẽ bị chính mình đã từng tông môn lão tổ Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn cho tự tay giết. Phương Đoá Nhi cho Tống Lan Nhược truyền âm, Lan Nhược tỷ.
Ngươi hối hận mới vừa lựa chọn sao? Tống Lan Nhược lắc lắc đầu, người truyền âm cho Phương Đoá Nhi, không hối hận, ta là tuân từ nội tâm lựa chọn, cho dù lại cho ta một cơ hội, ta còn là sẽ như vậy lựa chọn. Phương Đoá Nhi cười nói, Lan Nhược tỷ, ta cũng vậy, ta sẽ không hối hận, chỉ là Diệp đại ca nếu như yếu dừng bước tại này. Đúng là thật là đáng tiếc, lấy thiên phú của hắn, chỉ cần cho hắn đầy đủ thành thời gian dài, tương lai hắn tuyệt đối có thể thay thế Hà gia, hắn tuyệt đối có thể trở thành vùng thế giới này bá chủ. Tống Lan Nhược trong con ngươi xinh đẹp cũng tràn đầy tiếc hận, tình hình dưới mắt rất rõ ràng rồi, Diệp Thần Phong không thể nào biết chạm vào Nam Sơn lão yêu rồi. Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn sắc mặt âm trầm nhìn xem Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược, khóe miệng thỉnh thoảng hội xẹt qua một vệt lạnh lẽo. Về phần Thiên Ưng Đầu Lâu, ánh mắt của hắn là âm tình bất định, thần hồn của hắn được Diệp Thần Phong đánh tới dấu ấn. Hắn tự nhiên không hy vọng Diệp Thần Phong có chuyện được rồi. Nhắc tới cũng buồn cười. Trước đó Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược chậm chạp không có từ Vĩnh Hằng Hà vực đáy ngọn nguồn sinh đi ra, Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn còn vì này lo lắng qua, ai biết bọn họ là nói trở mặt liền trở mặt rồi. Ở trong mắt bọn họ hay là Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược có chút giá trị cho bọn họ lo lắng một cái, nhưng là cũng chỉ là giá trị cho bọn họ lo lắng một cái mà thôi. Mà lúc này, theo thời gian từ từ chuyển rời, hơn một canh giờ đi qua, lập tức liền muốn tới hai canh giờ rồi. Diệp Thần Phong một mực mưu đủ tốc độ, tại trong mắt người khác hắn là đang liều mạng truy đuổi Nam Sơn lão yêu, mà không biết hắn đang len lén tu luyện cực quang bộ pháp. Ở đây rõ ràng không có bất cứ người nào nhìn ra. Diệp Thần Phong quần áo trên người toàn bộ được mồ hôi cho thấm ướt, con mắt của hắn lại càng già càng lóe sáng rồi. Nam Sơn lão yêu dừng lại rơi xuống bước chân, tiểu gia hỏa. Thời gian lập tức muốn đã đến, ngươi có thể buông tha cho. Lấy tốc độ của ngươi bây giờ là không đụng tới của ta. Nam Sơn lão yêu nói ra câu nói này thời điểm, hắn trong giọng nói mang theo ngạc nhiên. Tu vi như thế Diệp Thần Phong, cho thấy tốc độ như vậy, đã là khiến hắn kinh. Tươi đẹp một cái. Diệp Thần Phong cũng dừng bước chân, hai canh giờ xác thực lập tức muốn đã đến, hắn cũng đem cực quang bộ pháp hiểu thấu đáo không sai biệt lắm. Hắn nói ra, không tới thời khắc cuối cùng, ta cũng không có chịu thua thói quen. Nam Sơn lão yêu cười cười, tiểu gia hỏa, nếu như ta không phải là muốn sống thêm một ít ngày, như vậy chúng ta hay là có thể trở thành anh em kết nghĩa. Ngồi xuống cùng uống rượu cũng có khả năng. Diệp Thần Phong khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, thân ảnh của hắn tiếp tục hướng về Nam Sơn lão yêu lao đi, bên trong thân thể của hắn tại vận chuyển lên cực quang bộ pháp, mắt thấy năm cái hô hấp sau, hai canh giờ liền muốn triệt để đi qua, tại tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong không có hy vọng thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong song trên chân lóe lên ánh sáng màu trắng. Hơn nữa ánh sáng màu trắng đột nhiên khi hắn song trên đùi bạo phát, hắn bạo phát tốc độ cực kỳ nhanh. Tại ánh sáng màu trắng bộc phát ra trong nháy mắt, người chung quanh trong đôi mắt tầm mắt nhất thời hoảng hốt. Cực quang! Diệp Thần Phong biến mất ngay tại chỗ. Nam Sơn lão yêu trên mặt xuất hiện chưa bao giờ có trịnh trọng, hắn lại đang một cái nào đó trong nháy mắt bắt giữ không tới Diệp Thần Phong thân ảnh rồi, khi hắn phản ứng đến đây thời điểm. Hắn chỉ cảm giác trên vai của mình được đáp một bàn tay, một thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, ta hẳn là tính thắng chứ. Nhìn thấy bàn tay đáp tại trên bả vai mình Diệp Thần Phong, Nam Sơn lão yêu thần biểu lộ cay đắng, xem ra là trời muốn diệt ta sẽ tuân thủ cam kết, ngươi tại sao không vừa bắt đầu chính là thi triển loại này bộ pháp. Bằng không ngươi đã sớm thắng. Diệp Thần Phong thẳng thắn, cái môn này bộ pháp là ta vừa vặn cân nhắc tu luyện ra được. Đây là ta lần thứ nhất thi triển. Nghe vậy, Nam Sơn lão yêu trên mặt biểu lộ có chút cứng ngắc, cái môn này bộ pháp tuyệt đối muốn so hắn Đằng Vân Quỷ Bộ cao minh hơn nhiều. Diệp Thần Phong tại vừa vặn đuổi theo hắn thời điểm, sẽ đem môn bộ pháp thành công tu luyện có thể thi triển ra. Đây rốt cuộc là một cái gì quái thai? Nam Sơn lão yêu thật có một loại muốn gặp trở ngại kích động. Tiểu gia hỏa, người đủ lợi hại, hảo hảo tiếp tục trưởng thành đi. Nam Sơn lão yêu đối Diệp Thần Phong vô cùng thưởng thức. Diệp Thần Phong bàn tay khoác lên Nam Sơn lão yêu trên bả vai thời điểm, hắn cảm thấy Nam Sơn lão yêu tuổi thọ không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ có thể sống 2 năm chừng, khó trách hắn muốn bắt được Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đối Nam Sơn lão yêu cũng có chút hảo cảm,
tối thiểu ông lão này làm ngay thẳng, hỏi hắn, đi theo ta thế nào? Nam Sơn lão yêu sầm mặt lại, hắn tuy nói thưởng thức Diệp Thần Phong, nhưng không có nghĩa Diệp Thần Phong có thể ở trước mặt hắn làm càn. Nhưng Diệp Thần Phong câu nói tiếp theo, khiến hắn là trong nháy mắt sững sờ rồi, ta có thể cho ngươi mạng sống. Chương 2609, đi theo. Phế bỏ đi. Diệp Thần Phong cảm giác được Nam Sơn lão yêu tuổi thọ dựa vào đan dược không cách nào bù đắp đã tới, hắn đã từng hẳn là phục dụng không ít tăng cường tuổi thọ đan dược, tự thân đối đan dược sinh ra kháng dược tính. Bất quá, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói cũng không phải là cái gì việc khó, hắn bên trong tiểu thế giới có dị biến thọ linh quả, một viên dị biến thọ linh quả có thể tăng cường 1000 năm tuổi thọ, hơn nữa là có thể vĩnh viễn không ngừng trồng chất, người dùng không sẽ sinh ra bất kỳ bài xích hiện tượng. Nam Sơn lão yêu chậm chạp không cách nào phục hồi tinh thần lại, hắn phi thường rõ ràng thân thể của mình tình huống, tuổi thọ của hắn không phải dễ dàng như vậy có thể kéo dài, chỉ có thượng giới những đại gia tộc kia bên trong, mới có thể khiến hắn kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo, Hà gia lấy tư cách thần nguyên giới bá chủ cấp gia tộc, hắn trong khẳng định là có những kia thậm chí diệt tuyệt kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Ánh mắt của hắn chăm chú dừng lại ở Diệp Thần Phong trên người, hắn trong con ngươi tràn đầy ước ao. Lại tràn ngập một loại nào đó nghi vấn, âm thanh có chút khẽ run, tiểu gia hỏa, người cũng không nên ăn nói bừa bãi, người rõ ràng ta bây giờ tình trạng cơ thể sao. Ta tuy nói cực kỳ thưởng thức ngươi, nhưng lừa dối kết cục của ta là phi thường thê thảm. Diệp Thần Phong thuận miệng nói ra, ngươi không phải là đại khái chỉ có 2 năm tả hữu tuổi thọ sao. Hơn nữa kéo dài tuổi thọ đan dược hẳn là đối với ngươi không được tác dụng, ngươi yêu cầu kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Hơn nữa nhất định muốn cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Nam Sơn lão yêu trong con ngươi thần sắc cứng lại, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong như thế rõ ràng tình huống của hắn, chẳng lẽ nói Diệp Thần Phong thật sự có thể giúp hắn kéo dài tuổi thọ sao? Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự có thể làm được, Nam Sơn lão yêu hiện tại có chút đã tin tưởng. Diệp Thần Phong lật bàn tay một cái, một viên dị biến thọ linh quả trực tiếp xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Nói ra cái này thọ linh quả có thể giúp ngươi kéo dài 1000 năm tuổi thọ. Nam Sơn lão yêu ngược lại cũng đúng là một cái người biết hàng, khi hắn tiếp nhận Diệp Thần Phong trong tay dị biến thọ linh quả sau đó sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, trên mặt hắn biểu lộ trở nên kích động. Không chút do dự đem một cái viên dị biến thọ linh quả nuốt vào trong bụng. Tại đem dị biến thọ linh quả bên trong dược lực hòa vào trong cơ thể mình sau đó Nam Sơn lão yêu trên người lập tức bắn ra nhất cổ sinh cơ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trong nháy mắt nhiều hơn 1000 năm tuổi thọ. 1000 năm đối với cường giả tới nói hay là không hề dài. Nhưng đối với giờ phút này Nam Sơn lão yêu tới nói vô cùng trọng yếu, thọ linh quả đã sớm biến mất ở vùng thế giới này giữa rồi. Chớ nói chi là dị biến thọ linh quả rồi. Nam Sơn lão yêu cảm thụ thân biến hóa trong cơ thể, lúc này hắn là hoàn toàn kích động, hắn phi thường cần phải sống. Trong lòng hắn vẫn ẩn núp một cái niềm tin, hắn biết cho dù Hà gia thiếu hắn một cái nhân tình, hay là Hà gia cũng không cách nào giúp hắn kéo dài 1000 năm tuổi thọ, như dị biến thọ linh quả bực này thiên tài địa bảo, tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu. Làm Nam Sơn lão yêu lần nữa nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm. Hắn trong con ngươi vẻ mặt đã cải biến, hắn nói ra tiểu gia hỏa, ngươi để ta sống đi xuống, ngươi chẳng khác gì là ân nhân cứu mạng của ta rồi. Từ hôm nay trở đi ta liền đi theo ngươi. Nam Sơn lão yêu nói làm bình thản, nhưng cũng làm chân thành, hắn không chút nào cân nhắc thượng giới Hà gia cùng Diệp Thần Phong ở giữa ân oán. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, hắn sở dĩ ra tay giúp Nam Sơn lão yêu kéo dài tuổi thọ, hắn chẳng qua là cảm thấy lão đầu này chết rồi đáng tiếc, lão đầu này tính khí rất xứng khẩu vị của hắn. Lần này hắn muốn đi lên giới, bên người nhiều một tên thần đế cảnh hậu kỳ cường giả cũng không tệ. Ở đây còn lại tất cả đại tông môn lão tổ, bọn hắn vẫn còn ngây người bên trong. Vừa mới Diệp Thần Phong chạm vào Nam Sơn lão yêu, đây đã là để cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị, đặc biệt là vừa nãy Diệp Thần Phong một lần cuối cùng triển hiện ra tốc độ, để cho bọn họ có một loại hoảng sợ thịt mất cảm giác. Trong đó Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn trong cổ họng không ngừng nuốt nước miếng, sự tình dùng một loại bọn hắn không tưởng tượng nổi quỹ tích đang phát triển. Hiện tại thậm chí ngay cả Nam Sơn lão yêu cũng thần phục với Diệp Thần Phong. Ở chính giữa giới có ai vẫn có thể ngăn được Diệp Thần Phong bước tiến. Tạm thời không nói đến sức chiến đấu làm sao.
vừa vặn Diệp Thần Phong chính mình bày ra tốc độ, e sợ tại toàn bộ bên trong giới là thuộc về đứng đầu nhất rồi. Lại nói Diệp Thần Phong bên người lại có Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn Lão Yêu hai cái này thần đế cảnh hậu kỳ cường giả. Chu vi tất cả đại tông môn lão tổ, bọn hắn trên mặt mang theo vẻ bất an, rất nhiều trong lòng người âm thầm may mắn. Bọn hắn vừa vặn không có đứng ra làm chim đầu đàn. Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn cảm giác thân chịu áp lực đột nhiên tăng cường, bọn hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại. Tại bọn hắn muốn yếu lúc rời đi, Diệp Thần Phong cười nói, làm sao? Muốn cứ như vậy đi rồi. Nam Sơn Lão Yêu sắc mặt lạnh lẽo ngăn cản Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn. Hai cái này lão đầu sắc mặt trong nháy mắt có vẻ có chút trắng xanh. Yếu xử trí như thế nào hai người kia? Nam Sơn Lão Yêu hỏi Diệp Thần Phong, nếu lựa chọn đi theo Diệp Thần Phong, như vậy hắn sẽ định vị tốt thân phận của mình. Đây đối với Nam Sơn Lão Yêu tới nói căn bản không có bất kỳ khó chịu nào ứng với, tính tình của hắn cùng tính cách chính là cổ quái như vậy. Chu vi không có bất kỳ cường giả dám đứng ra nói chuyện, Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn đối mặt Nam Sơn Lão Yêu, bọn hắn có một loại không thở nổi đến cảm giác. Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn ánh mắt nhìn về phía Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược, hai người bọn họ dù sao cũng không muốn chết. Đoá Nhi, ta nhưng là ngươi lão tổ, Bàng Thanh Nguyên cổ họng khô chát chát nói. Nghiêm Hải Sơn cũng nói, Lan Nhược, vừa vặn ta là nhất thời lời vô ích, ta thì lại làm sao cam lòng phế bỏ ngươi. Càng thêm không nỡ giết ngươi. Ngươi là tông môn một tay bồi dưỡng lên thiên tài. Lẽ nào ngươi thật sự muốn làm suất như vậy khi sư diệt tổ sự tình tới sao? Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược nhìn thấy đã từng lão tổ, tại tử vong trước mặt trở nên như vậy thấp kém, các nàng đột nhiên cảm thấy phi thường buồn cười, tại nàng đã từng nhóm trong mắt, chính mình lão tổ là như vậy khiến người ta tôn kính, bây giờ làm thế nào xem làm sao buồn nôn. Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược muốn vì bọn hắn mở miệng cầu xin tha thứ, đến cùng vẫn là mềm lòng. Diệp Thần Phong bình thản nói ra, hiện tại không phải là mềm lòng thời điểm, vừa nãy bọn hắn đã không có coi các ngươi là làm tông môn đệ tử đối đãi, bọn họ là thật sự muốn phế tu vi của các ngươi, bọn họ là thật sự muốn giết các ngươi, nếu như ta hôm nay bị bắt rồi, như vậy các ngươi đem đối mặt kết cục gì? Không cần nói thêm cái gì, niệm tại bọn hắn là các ngươi đã từng lão tổ phân thượng, liền phế tu vi của bọn họ đi. Nam Sơn Lão Yêu nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, trên người hắn thần đế cảnh hậu kỳ khí thế lập tức bao phủ ra Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn. Cảm thụ Nam Sơn Lão Yêu khí thế mạnh mẽ, Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn cả mặt sắc khó xem tới cực điểm, không hẹn mà cùng nói ra, không. Không nên. Hai người bọn họ suy nghĩ nhiều tránh né, nhưng thân thể được Nam Sơn Lão Yêu thật khí thế kiềm chế rồi. Nam Sơn Lão Yêu cực kỳ thuận tay trực tiếp đem hai người bọn họ tu vi phế ngay lập tức. Chương 2610, bị trục xuất cửa con rơi. Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược nhìn xem được Nam Sơn Lão Yêu phế bỏ tu vi Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn, hai người bọn họ không khỏi thở dài. Chu vi tất cả đại tông môn lão tổ, bọn hắn đang nhìn đến Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn kết cục bi thảm sau đó bọn hắn không dám ở nơi này làm thêm bất kỳ dừng lại gì rồi. Hiện tại bọn hắn nếu như còn có lùng bắt Diệp Thần Phong niệm con, như vậy bọn hắn nhất định là đầu có vấn đề. Từng đạo thân ảnh hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng, Nam Sơn Lão Yêu căn bản không ngăn trở kịp nữa rồi, Diệp Thần Phong nói ra, để cho bọn họ rời đi đi. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt. Nguyên bản ở xung quanh tất cả đại tông môn lão tổ, toàn bộ chạy không còn hình bóng, chỉ còn dư lại co quắp ngã trên mặt đất Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn rồi. Hai người bọn họ tu vi bị phế đi, có thể nói là đời này xong, cho dù trở về bên trong tông môn, bọn hắn cũng sẽ không còn có lão tổ đãi ngộ rồi. Diệp Thần Phong cũng không muốn ở nơi này ở lâu, chúng ta cũng đi thôi. Tại Diệp Thần Phong đạp không mà lên sau đó Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên là thật chặt đi theo, mà Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược tại liếc mắt nhìn Bàng Thanh Nguyên cùng Nghiêm Hải Sơn sau đó hai người bọn họ cũng lập tức đi theo. Tại một đường đạp không mà được rồi mấy canh giờ sau đó Diệp Thần Phong bọn hắn tại trong một rừng cây tạm làm nghỉ ngơi, bọn hắn chuẩn bị trực tiếp đi hướng thượng giới rồi. Tại trong rừng cây ngồi xuống sau đó Diệp Thần Phong nhìn xem Nam Sơn Lão Yêu, nói ra, ngươi cũng biết Hà gia cùng ta có cửu oán, ta hiện tại muốn đi lên giới rồi, trước đó mặc dù nói cho ngươi đi theo ta,
nhưng mà nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nam Sơn lão yêu hơi nhướng mày, ta chuyện đã đáp ứng chưa bao giờ hội đổi ý, ta cũng là thời điểm phải về thượng giới nhìn một chút rồi. Diệp Thần Phong nhìn ra được Nam Sơn lão yêu trong con ngươi vẻ mặt bỗng nhiên trở nên có chút mà vừa bi lên, hắn nhìn ra được Nam Sơn lão yêu trong lòng ẩn giấu cố sự. Có hứng thú hay không nói một chút ngươi chính mình sự tình? Diệp Thần Phong hỏi. Nam Sơn lão yêu xuất kỳ không có không thích cùng phản đối, này hay là chính là hắn tính tình cổ quái nguyên nhân đi. Hắn nói ra, ta nguyên bản tựu đến từ chính thượng giới, gia tộc của ta ở thượng giới bên trong xem như là một cái nhị lưu thế lực. Nam Sơn lão yêu nguyên bản chính là đến từ chính thượng giới. Nghe được tin tức này sau đó Diệp Thần Phong ngược lại là hứng thú. Nếu như Nam Sơn lão yêu là thổ sanh thổ dưỡng thượng giới người, hắn khẳng định đối với thượng giới cực kỳ hiểu rõ. Nam Sơn lão yêu từ từ nói xong hắn chuyện cũ, lông mày khi thì nhíu chặt, khi thì triển khai. Mà bàn tay của hắn nhưng thủy chung là thật chặt nắm chặt thành nắm đấm, thân thể căng thẳng lợi hại. Cả người nằm ở một loại phẫn nộ bên trong. Theo Nam Sơn lão yêu chậm rãi nói ra đã từng sự tình, Diệp Thần Phong bọn hắn cũng bắt đầu hiểu rõ Nam Sơn lão yêu rồi. Nam Sơn lão yêu nguyên bản gọi là Quách An Nham. Tuy nói Quách gia ở thượng giới chỉ là một cái nhị lưu thế lực, nhưng phàm là có thể ở thượng giới đặt chân thế lực, tuyệt đối có đạo lý của hắn, tối thiểu không phải bên trong giới thế lực có thể so sánh được. Quách An Nham đã từng chính là con trai của Quách gia gia chủ, năm đó hắn hoàn. Khố không thể tả, lưu luyến ở các loại khói, hoa địa. Tâm tư của hắn hoàn toàn không tại trên việc tu luyện, cho nên hắn tăng cao tu vi tốc độ phi thường chậm. Mẹ của hắn khi hắn vừa mới sinh ra thời điểm đã chết rồi. Cha của hắn rất yêu hắn mẫu thân, cho nên cha của hắn trong lòng đối với hắn tràn đầy oán hận, thậm chí nhận thức là tất cả đều là của hắn sai. Ở trong gia tộc không chiếm được quan tâm Quách An Nham, hắn sẽ cố gắng tu luyện mới là lạ, hắn lần lượt được cha của mình răn dạy. Tại Quách gia trong mắt tất cả mọi người, hắn chính là một cái không hơn không kém rác rưởi, là Quách gia bên trong một cái ký sinh trùng. Tuy nói Quách An Nham phụ thân nhìn hắn không vừa mắt, nhưng dù sao là con trai của chính mình, còn không đến mức làm ra cái gì chuyện gì quá phận đến. Tất cả mọi chuyện đều tại Quách An Nham phụ thân lại lấy một tên thê tử, lại sinh ra một đứa con trai chi sau đó phát sinh. Quách An Nham cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ, vừa sinh ra đã bị đo lường ra mạnh mẽ thiên phú, từ nhỏ phi thường nỗ lực tu luyện, rất được Quách gia hết thảy trưởng bối yêu thích. Đặc biệt là Quách An Nham phụ thân. Quách An Nham cái này đệ đệ tên là Quách An Ngàn. Theo Quách An Ngàn chậm rãi lớn lên, hắn biểu hiện ra thiên phú tu luyện càng ngày càng lớn mạnh, ở bề ngoài hắn đối với bất kỳ người nào đều nho nhã lễ độ, kỳ thực trong lòng của hắn ẩn chứa một viên hẹp hòi trái tim. Thẳng đến có một ngày tu vi của hắn đã vượt qua Quách An Nham, đồng thời ở gia tộc thi đấu thượng hung hăng đem Quách An Nham cho đánh bại. Nhưng Quách An Ngàn chả không hài lòng, hắn liên hợp mẹ mình, cho Quách An Nham bố trí một cái bẫy. Nói xấu Quách An Nham đối mẹ của hắn ý đồ bất chính, mà Quách An Nham danh tiếng nguyên bản là không tốt, mọi người đều biết hắn yêu thích lưu luyến ở các loại khói. Hoa địa. Quan trọng nhất là bầy cái này cái bẫy cơ hồ là không chê vào đâu được. Để Quách An Nham chăm miệng cũng không thể bào chữa. Quách An Ngàn mẫu thân xem như là Quách An Nham mẹ kế, đối với mình mẹ kế ý đồ bất chính. Chuyện này quả thật là tội lỗi lớn rồi. Lúc đó, Quách An Nham được giải đến chấp pháp đường, mặt đối cha mình. Đối mặt Quách gia lão tổ, đối mặt Quách gia tất cả đại trưởng lão, đối mặt Quách gia đông đảo con cháu, hắn trước sau cắn răng phủ nhận. Hắn nhớ được phi thường rõ ràng. Lúc đó cha của hắn nổi trận lôi đình, căn bản không tin tưởng lời của hắn, trực tiếp đưa hắn gân mạch cho cắt nát, đem tu vi của hắn phế ngay lập tức. Cho dù vào lúc này, ngay lúc đó Quách An Nham hắn cũng không thừa nhận, khi đó hắn miệng phun tiên huyết nằm trên mặt đất, trong con ngươi lại tràn đầy bất khuất. Tại Quách gia tất cả mọi người cho rằng phải xử tử Quách An Nham thời điểm, một tên thần bí lão giả xuất hiện, hắn tự xưng năm đó thiếu nợ Quách An Nham mẫu thân một cái ân tình. Hắn muốn dẫn đi Quách An Nham. Bởi cái này thần bí lão giả tu vi mạnh mẽ, người Quách gia toàn bộ cũng không đủ sức ngăn cản. Cuối cùng được mang đi Quách An Nham, hắn con người tức giận nhìn chằm chằm hết thảy Quách gia người, hắn quát, ta sẽ trở lại, ta nhất định sẽ trở lại,
đợi ta một lần nữa trở về Quách gia thời gian, ta nhất định vì chính mình chứng minh, ta nhất định phải giết Quách gia cả nhà. Ngay lúc đó Quách An Nham chính là một cái được Quách gia trục ra cửa con rơi. Tên kia thần bí lão giả chỉ là giúp Quách An Nham khôi phục gân mạch, về phần bị phế đi tu vi, người lão giả kia cũng không cách nào khôi phục. Quách An Nham thỉnh cầu người lão giả kia đưa hắn đưa đến bên trong giới đi, người lão giả kia cũng không có từ chối. Đi tới bên trong giới Quách An Nham, hay là lên trời chiếu cố hắn. Hắn đã lấy được không ít cơ duyên, nhưng là đồng thời gặp không ít nguy cơ, thúc đẩy tuổi thọ của hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn đời này duy nhất tâm nguyện chính là trở về Quách gia, để đã từng những kia Quách gia người toàn bộ hối hận, khiến hắn cái kia cái gọi là phụ thân cũng hối hận. Quách An Nham, cũng chính là Nam Sơn lão yêu, này một đoạn cố sự để bộ ngực hắn khó chịu lợi hại, đây là hắn lần thứ nhất đối với những người khác nhắc lên cái chuyện cũ này, từ khi đi tới bên trong giới sau đó hắn đem tất cả thời gian đều tiêu vào trên việc tu luyện, chỉ chờ mong một ngày nào đó có thể san bằng Quách gia. Diệp Thần Phong nghe xong Quách An Nham chuyện cũ sau đó hắn nói ra, lần này đi hướng thượng giới, Quách gia tất diệt. Chương 2611, Thượng giới. Hồn khí các. Nam Sơn lão yêu nhìn xem ngữ khí chắc chắn Diệp Thần Phong, hắn không rõ ràng Diệp Thần Phong từ đâu tới tự tin. Quách gia ở thượng giới tuy nói chỉ là một cái nhị lưu thế lực, nhưng thần đế cảnh hậu kỳ cường giả cũng có tốt mấy người, muốn tiêu diệt Quách gia cũng không dễ dàng. Nam Sơn lão yêu ở chính giữa giới tu luyện bao nhiêu năm tháng. Hắn một mực không có dũng khí đi hướng thượng giới, hắn sợ chính hắn căn bản không báo được thù. Năm đó hắn rời đi thượng giới thời điểm, hắn chính gặp tuổi trẻ Tuế Nguyệt, bây giờ đã lâu thời gian trôi qua, hắn thành một ông lão, hắn không rõ ràng bây giờ Quách gia như thế nào. Là càng thêm cường thịnh, vẫn là so với lúc trước suy yếu. Nam Sơn lão yêu không có lại mở miệng rồi, hắn cả người tràn đầy một loại bi thương, năm đó hắn nhưng là được cha ruột của mình phế bỏ, năm đó hắn nói bất kỳ lời nói không có một người nguyện ý tin tưởng. Năm đó hắn là như vậy bất lực lại quật cường, những này Tuế Nguyệt tới nay, trong lòng của hắn trước sau có một hơi, chính là cái này khẩu khí khiến hắn một đường đi tới bây giờ. Tại trong rừng cây nghỉ ngơi một lúc sau, Diệp Thần Phong đám người lần thứ hai khởi hành rồi, Thiên Ưng đầu lâu bị hắn một lần nữa bao vây ở miếng vải đen bên trong, hắn trực tiếp đem miếng vải đen treo ở trên vai của mình. Diệp Thần Phong một chút cải biến một cái tướng mạo. Dù sao Hà ra lệnh truy nã là xuyên suốt hạ giới, bên trong giới cùng thượng giới, về phần Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu bọn hắn nhưng là không cần thay đổi tướng mạo rồi. Thẩm Tu Thiên năm đó ở một mình đi hướng thượng giới sau đó hắn là phát hiện Thiên Vũ Tông bí mật, sau hắn mới sẽ Thiên Vũ Tông ba vị thần đế cảnh hậu kỳ lão tổ truy sát. Thiên Vũ Tông ở bề ngoài là danh môn chính phái, lén lút lại đang thu thập đồng nam cùng đồng nữ trái tim. Mà nên Nam Thiên Vũ Tông tìm tới một chỗ hỗn độn thời đại di tích. Diệp Thần Phong nhìn trời Vũ Tông phát hiện hỗn độn thời đại di tích thật cảm thấy hứng thú, trên trời Vũ trong Tông tổng cộng có ba tên thần đế cảnh hậu kỳ lão tổ, mà Diệp Thần Phong bên này Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu đều là thần đế cảnh hậu kỳ, hắn chiến lực của mình cũng không tục, cho nên không cần thiết để Thẩm Tu Thiên thay đổi tướng mạo rồi. Nếu như Thiên Vũ Tông chính mình chủ động tìm đi lên, như vậy là thích hợp. Về phần Nam Sơn lão yêu đoán chừng người của Quách gia đều nhận không ra hắn, dù sao hắn năm đó ly khai thượng giới thời điểm mới là một người thanh niên. Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược là theo sát, Diệp Thần Phong tạm thời không có đưa các nàng đưa vào bên trong tiểu thế giới, các loại đã tới thượng giới lại nói. Bên trong giới đi về thượng giới lối vào tại cực bắc chi địa. Dọc theo đường đi chỉ là tình cờ nghỉ ngơi một chút. Thời gian còn lại đều dùng ở đuổi trên đường. Có lúc cũng sẽ lợi dụng một chút truyền tống trận. Đang đuổi mười mấy ngày đường sau đó Diệp Thần Phong đám người đoàn người rốt cục đi tới bên trong giới cực bắc chi địa. Này cực bắc chi địa vô cùng lạnh giá, bình thường không có người tu luyện sẽ đến cực bắc chi địa, chỉ có muốn đi lên giới thời điểm, mới có người tu luyện đi tới nơi này. Đi về thượng giới lối vào tối thiểu yếu thần đế cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể mở ra. Này cực bắc chi địa phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh trắng xóa, toàn bộ bên trong đất trời toàn bộ là bạch tuyết cùng khối băng. Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu biết đi về thượng giới lối vào ở nơi nào, bọn hắn hướng về bên phải đạp không mà đi. Tại đạp không gần 10 phút sau đó bọn hắn rơi trên mặt đất.
chỉ thấy nơi này mặt đất không có bị bạch tuyết bao trùm, trên mặt đất cũng không có khối băng, cùng bên ngoài phổ thông mặt đất không có gì khác nhau, trên mặt đất chỉ là được phác họa một cái lớn vô cùng truyền tống trận. Này cái lớn vô cùng truyền tống trận phác họa phi thường phức tạp, trận pháp trình độ cực kỳ thâm hậu. Diệp Thần Phong, hắn nhìn thấy cái này phức tạp trận pháp cũng là nhíu mày, bởi vì cái này trận pháp mức độ phức tạp, hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, e sợ năm đó bố trí trận pháp này. Nhất định là rất nhiều trận pháp tông sư đi tìm không ít thời gian đồng thời bố trí. Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên đồng thời mở ra nơi này truyền tống trận, tại mở ra đồng thời, Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên đối Diệp Thần Phong giải thích lên. Cái này đi về thượng giới truyền tống trận, mỗi một lần mở ra sau đó truyền tống địa phương đều là bất đồng. Nhưng vừa đứng lên tại trong trận pháp người, bọn hắn nhất định sẽ được truyền tống đến cùng một nơi. Ở thượng giới bên trong có mấy cái địa phương khác nhau liên thông cái truyền tống trận này, có người ở bên trong giới mở ra truyền tống trận được truyền tống đến một chỗ nào đó sau đó thượng giới chỗ đó cũng sẽ tiêu hao hết không ít năng lượng. Hết thảy, liên thông cái truyền tống trận này địa phương toàn bộ được trưởng khống ở thượng giới mấy cái thế lực lớn trong tay, mỗi lần có bên trong giới người tu luyện được truyền tống đến thượng giới bên trong đi. Trưởng quản truyền tống trận liên thông địa phương thế lực. Bọn hắn bởi vì bố trí năng lượng hội đại lượng tiêu hao, cho nên mỗi một lần bên trong giới người tu luyện đều phải giúp những này trưởng khống truyền tống trận liên thông địa phương thế lực làm một ít chuyện. Hơn nữa hoàn toàn nghĩa vụ, đây là thượng giới bên trong quy củ bất thành văn. Tại Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên giải thích thời điểm, truyền tống trận cũng hoàn toàn mở ra, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy hoa mắt. Cả người có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Tại tầm mắt từ từ khôi phục sau đó hắn phát hiện mình xuất hiện một cái lớn vô cùng bên trong căn phòng. Bọn hắn chính ở trong phòng một cái trận pháp bên trong, trận pháp này chính là liên thông bên trong giới cái truyền tống trận kia, nơi này trận pháp này dùng làm tiếp thu tác dụng, mỗi tiếp thu một lần người tu luyện, trong trận pháp liền sẽ hao tổn không ít năng lượng. Bọn họ là được lập tức truyền đưa đến nơi này là thuộc về thượng giới thế lực kia. Tại Diệp Thần Phong đám người truyền đưa tới không bao lâu sau, một tên thân mặc áo bào trắng đàn ông trung niên, hắn xuất hiện tại này cái gian phòng cực lớn bên trong. Cái này đàn ông trung niên trên môi có hai quang tiểu hồ tử, tại ngực quần áo thêu bảy thanh màu trắng tiểu kiếm. Tiểu kiếm này đồ án đại biểu thượng giới hồn khí các. Hồn khí các chính là thượng giới luyện khí một cái thế lực, ở thượng giới có không giống người thường địa vị. Ngực thêu một thanh tiểu kiếm đại biểu là nhất phẩm luyện khí sư, thêu hai thanh tiểu kiếm là nhị phẩm luyện khí sư. Dùng này không ngừng loại đẩy xuống. Nói cách khác tên này đàn ông trung niên chính là thất phẩm luyện khí sư. Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên âm thầm cho Diệp Thần Phong truyền âm giải thích, xem ra bọn họ là đi tới thượng giới hồn khí các bên trong rồi. Nơi này hẳn là hồn khí các tổng bộ, cũng chỉ có tổng bộ mới có liên tiếp bên trong giới truyền tống trận địa phương. Tên này đàn ông trung niên khí thế trên người cũng không phải rất cường đại, chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ mà thôi, hắn khẳng định cũng cảm giác được Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên chính là thần đế cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng trên mặt hắn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, thật giống căn bản không có thanh thần đế cảnh hậu kỳ cường giả để ở trong mắt. Cũng đúng, nơi này chính là hồn khí các tổng bộ, lại nói hồn khí các ở thượng giới có địa vị đặc thù, những luyện khí sư này tự nhiên là mắt cao hơn đầu. Thẩm Tu Thiên lần thứ hai cho Diệp Thần Phong truyền âm, ân công, hồn khí các chúng ta không thể đắc tội, hồn khí các trong tổng bộ có thần đế cảnh đỉnh phong cường giả tồn tại, nếu như chúng ta đắc tội rồi hồn khí các, như vậy sợ là chúng ta muốn rời khỏi nơi này liền không dễ dàng. Chương 2612, làm lao động. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu. Hắn cũng không phải một cái yêu thích người gây chuyện, chính là nhập gia tùy tục, nếu đi tới thượng giới. Như vậy liền dựa theo thượng giới quy củ đến A. Tên kia hai quang tiểu hồ tử đàn ông trung niên, hắn nhìn xem Diệp Thần Phong đám người, khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, đúng vậy, lần này một lần đến rồi hai tên thần đế cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không uổng phí tiêu hao trong trận pháp nhiều như vậy năng lượng. Các ngươi cũng sẽ hiểu quy củ chứ, nếu như biết, vậy ta liền không giải thích nhiều lắm. Thấy Thẩm Tu Thiên đám người gật đầu, đàn ông trung niên là càng thêm hài lòng. Phí lời ta không nói nhiều, các ngươi nội dung quan trọng vụ giúp chúng ta hồn khí các làm nửa tháng sự tình, đương nhiên là có một điểm các ngươi yên tâm,
để cho các ngươi việc làm tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, nhiều nhất chỉ là tiêu hao các ngươi linh khí, chúng ta hội cung cấp cho các ngươi khôi phục linh khí đan dược. Tại thời gian nửa tháng sau khi đến, các ngươi có thể tự do rời đi nơi này, chúng ta hồn khí các tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ ngăn cản. Nếu như không có vấn đề gì, như vậy hiện tại liền theo ta đi, hôm nay coi như là ngày thứ nhất rồi. Diệp Thần Phong bọn hắn đều biểu thị không có vấn đề, bọn hắn đi theo đàn ông trung niên rời khỏi gian phòng cực lớn. Lúc rời đi gian phòng sau đó bọn hắn đi ra phía ngoài, cảm thụ trong thiên địa linh khí nồng nặc, này làm cho Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông một trận sung sướng. Nơi này chính là thượng giới A Hát. Quả nhiên linh khí trong trời đất muốn so bên trong giới nồng nặc thượng rất nhiều lần, bên trong giới linh khí căn bản vô pháp cùng nơi này so sánh. Hơn nữa nơi này thiên địa pháp tắc cũng có chỗ bất đồng, nơi này thiên địa pháp tắc làm đặc thù, chẳng trách nơi này có thể sinh ra thần đế cảnh đỉnh phong cường giả rồi. Hồn khí các tổng bộ lớn vô cùng, Diệp Thần Phong bọn họ là đi theo trung niên phía sau nam nhân, dọc theo đường đi có không ít hồn khí các tổng bộ con cháu. Bọn hắn ngực quần áo đều thêu không giống số lượng tiểu kiếm. Bọn hắn có nhiều ý vị nhìn xem Diệp Thần Phong đám người, đã rất lâu không có chúng giới người tu luyện được truyền đưa đến nơi đây rồi, bọn hắn đối bên trong giới người tu luyện vẫn là thật tò mò. Đàn ông trung niên một đường đem Diệp Thần Phong bọn hắn hướng về hồn khí các mặt sau mang đến. Không bao lâu, bọn hắn đã bị dẫn tới hồn khí các phía sau núi. Ở sau núi có từng tòa sơn cốc. Tại đi tới phía sau núi sau đó trong không khí trong nháy mắt tràn đầy lửa nóng cảm giác. Đàn ông trung niên đem Diệp Thần Phong bọn hắn dẫn tới trong đó một tòa núi cao trước, này tòa núi cao khá giống là núi lửa, tại trên đỉnh ngọn núi có một cái lớn vô cùng cửa động, trong đó không ngừng có cuồn cuộn nhiệt khí nhô ra. Ở tòa này cao sơn bên trong lăn lộn lửa nóng dung nham, những này dung nham nhiệt độ đã tới cực hạn, tại sơn thể phía trên khắc họa từng cái hoa văn phức tạp. Hết thảy hoa văn hiện ra một loại đỏ như màu máu. Trong đó liên tục có hào quang màu đỏ lưu chuyển, những văn lộ này để chỉnh tòa núi cao có vẻ hơi quái dị. Ở nơi này còn lại từng tòa cao sơn, cùng này tòa núi cao cơ hồ là giống nhau như đúc, chỉ là còn lại cao sơn không có nằm ở vận chuyển bên trong, chỉ có trước mặt này tòa núi cao tại vận chuyển. Chỉ thấy có từng cái người tu luyện, bọn hắn bàn tay toàn bộ đặt tại trên vách núi đá. Bọn hắn tại không ngừng mà đem người bên trong linh khí truyền vào cao sơn bên trong. Những người tu luyện này toàn bộ là đầu đầy mồ hôi, có phần thậm chí là sắc mặt tái nhợt, chỉ bất quá cũng không có nguy hiểm tính mạng, cũng sẽ không đối với tự thân tạo thành thương tổn. Đây chỉ là linh khí tiêu hao đến mức tận cùng một loại biểu hiện. Đàn ông trung niên đem Diệp Thần Phong bọn hắn mang tới đây sau đó nói ra, về sau mỗi ngày các ngươi đều phải tới nơi này. Thẳng đến đem thân thể bên trong hết thảy linh khí truyền vào tòa sơn thể này bên trong. Các ngươi một ngày nhiệm vụ coi như là hoàn thành, tại sau này này trong nửa tháng, các ngươi mỗi ngày chỉ cần làm chuyện này là được rồi. Tòa sơn thể này bên trong đang tại rèn luyện một cái tiên khí, chỗ dùng các ngươi nhất định muốn xốc lại tinh thần cho ta đến, nếu như các ngươi dám lừa dối quá quan lời nói, như vậy chúng ta hồn khí các cũng tuyệt đối không phải ngồi không. Đàn ông trung niên sắc mặt lạnh lên. Hắn là tự cấp Diệp Thần Phong bọn hắn cảnh cáo. Nơi này tại rèn luyện một cái tiên khí, Diệp Thần Phong chính mình cũng không hề đúng nghĩa luyện chế qua tiên khí, hắn ngược lại là đối với nơi này có chút hứng thú. Những này tự cấp ngọn núi bên trong rót vào linh khí người tu luyện, bọn hắn toàn bộ là hồn khí các xính mời đi theo. Mỗi ngày chỉ cần hướng về ngọn núi bên trong rót vào lượng nhất định linh khí là được rồi, đương nhiên nhiều rót vào một ít thì càng thêm tốt. Diệp Thần Phong cùng Nam Sơn lão yêu bọn hắn đưa bàn tay đặt tại ngọn núi bên trong. Từ từ đem người bên trong linh khí hướng về ngọn núi bên trong rót vào. Đàn ông trung niên đang nhìn đến Diệp Thần Phong bọn họ không có bất kỳ phí lời, sắc mặt của hắn lại hòa hoãn mấy phần. Diệp Thần Phong bây giờ xem như là thứ thiệt chí tôn luyện khí sư rồi. Bàn tay của hắn đặt tại sơn thể phía trên, hướng về trong đó rót vào linh khí đồng thời. Hắn bắt đầu cảm ứng lên phác họa ở trên núi hoa văn rồi. Những văn lộ này chi trong tràn đầy huyền diệu, toàn bộ là đối luyện khí có tác dụng, Diệp Thần Phong suy đoán đem tiên khí luyện chế sau khi đi ra, nếu như để ở chỗ này rèn luyện một cái, hẳn là có thể để cho tiên khí phẩm chất lại tăng lên một cái. Thân là chí tôn luyện khí sư Diệp Thần Phong, hắn đối luyện khí là hiểu rõ vô cùng thấu triệt,
hắn có không ít giải thích của mình, vậy chí tôn luyện khí sư trình độ căn bản không sánh được hắn. Hắn chậm rãi đắm chìm tại cảm ngộ hoa văn bên trong, hắn cảm giác được những này phác họa hoa văn bên trong có không ít lỗ thủng cùng thiếu hụt. Đặt ở này trong lòng núi rèn luyện tiên khí, phác họa tại núi mặt ngoài thân thể hoa văn làm ra phi thường trọng đại tác dụng. Nếu như hoa văn phác họa không tốt, như vậy đối rèn luyện tuyệt đối sẽ tạo thành ảnh hưởng. Diệp Thần Phong suy đoán nếu như có thể đem nơi này hoa văn phác họa hoàn mỹ một ít, như vậy không chỉ rèn luyện thời gian có thể rút ngắn, hơn nữa rèn luyện hiệu quả còn có thể bay lên. Càng là cảm ngộ đi xuống, Diệp Thần Phong chân mày nhíu càng chặt, hắn lĩnh ngộ và phân tích năng lực phi thường mạnh mẽ, trước đó hắn chả chỉ nhận vì nơi này hoa văn có chút lỗ thủng cùng không hoàn mỹ, theo thời gian trôi qua, hắn cảm ngộ càng ngày càng thâm hậu. Hắn cảm thấy phác họa ở trên núi hoa văn quả thực là thúi không thể ngửi nổi. Nếu để cho hắn đến một lần nữa phác họa một cái, như vậy hắn tuyệt đối có thể phác họa xuất so cái này hoàn mỹ hoa văn đến. Tên kia dẫn dắt Diệp Thần Phong bọn hắn tới chỗ này đàn ông trung niên, hắn cũng không hề rời đi, mà là tại một bên đứng vững lại. Có phần linh khí tiêu hao hết người tu luyện, bọn hắn ngồi xuống một bên điều tức nghỉ ngơi, trong đó có người mở miệng, Vương trưởng lão. Phác họa tại ngọn núi này thượng hoa văn thật sự là quá huyền diệu rồi. Đàn ông trung niên họ Vương, hắn là hồn khí các một tên ngoại môn trưởng lão. Vương trưởng lão kiêu ngạo nói, đó là tự nhiên, đây chính là Lý lão tổ phác họa hoa văn, đường đường chí tôn phác họa hoa văn hội đơn giản sao. Huyền diệu trong đó không phải chúng ta có thể lĩnh ngộ. Hướng về ngọn núi bên trong rót vào linh khí Diệp Thần Phong, hắn khi nghe đến lời nói này sau. Hắn suýt chút nữa trực tiếp bật cười. Phác họa ở trên núi hoa văn làm huyền diệu sao? Ở trong mắt hắn quả thực chính là vườn trẻ cấp bậc. Chương 2613, siêu cấp hùng hậu linh khí. Những kia hồn khí các xính mời đi theo người tu luyện, dần dần bên trong cơ thể của bọn họ linh khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ rồi, từng cái lần lượt ở một bên điều tức, bây giờ chỉ còn dư lại Diệp Thần Phong cùng Nam Sơn lão yêu các loại bàn tay người trả đặt tại sơn thể phía trên. Diệp Thần Phong tại cảm ngộ xong phác họa ở trên núi hoa văn, sau đó hắn muốn khống chế linh khí truyền vào, nhưng lông mày của hắn lập tức chăm chú nhíu lại, hắn phát tỏa sơn thể này thậm chí có nhất cổ sức hút, thanh bàn tay của hắn là vững vàng cho hút vào, nếu như hắn mạnh mẽ rời đi bàn tay đúng là có thể, chỉ bất quá bây giờ nếu như mạnh mẽ rời đi bàn tay. Như vậy chỉ sẽ khiến cho phiền phức không tất yếu. Ngoài ra, cho dù không hướng ngọn núi bên trong rót vào linh khí, ngọn núi cũng sẽ chủ động lấy ra bên trong cơ thể ngươi linh khí, vừa vặn Diệp Thần Phong lực chú ý toàn bộ tại phác họa văn trên đường, hắn đúng là không có phát hiện hai điểm này. Vì không đưa tới phiền phức, xem ra hắn chỉ có thể làm cho linh khí của mình toàn bộ đã tiêu hao hết. Một bên thực lực tương đối kém Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược, hai người bọn họ bên trong thân thể linh khí đã tiêu hao sạch sẽ. Vương trưởng lão phân biệt cho Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược một viên khôi phục linh khí đan dược, ăn vào nghỉ ngơi một hồi, hai người các ngươi nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Vương trưởng lão trên ngón tay chữ vật giới chỉ lóe lên, một gian tương tự phòng ốc đồ vật xuất hiện, đây là hồn khí các luyện chế, bình thường ra ngoài có thể thuận tiện cư trú. Vương trưởng lão lấy ra loại này luyện chế giản dị phòng ốc. Nhìn qua chính là so sánh đơn sơ, tại trong phòng chỉ có hai tấm phổ thông giường mà thôi. Hai người các ngươi thì ở lại đây, ngày mai bắt đầu tiếp tục. Vương trưởng lão không có cho Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược cái gì tốt sắc mặt xem. Tuy nói hắn chỉ là hồn khí các một tên ngoại môn trưởng lão, thế nhưng nơi này là hồn khí các tổng bộ, chính là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, hắn cái này ngoại môn trưởng lão tối thiểu tại hồn khí trong các có một chút địa vị. Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược đối với Vương trưởng lão thái độ, các nàng cũng không hề biểu hiện ra cái gì che kín, tùy ý phục dụng khôi phục linh khí đan dược sau. Bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức lên. Những kia hồn khí các xính mời đi theo người tu luyện, bọn hắn ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong, Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên. Những này xính mời đi theo người tu luyện, bọn hắn toàn bộ là thần đế cảnh sơ kỳ đến thần đế cảnh trung kỳ tu vi. Bọn hắn tại hồn khí các công tác, có thể tại hồn khí trong các đổi được vũ khí. Đương nhiên tại chính bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tài liệu dưới tình huống, cũng có thể để hồn khí các luyện khí sư giúp bọn họ luyện chế vũ khí. Bằng không tuy nói chỉ là thần đế cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ cường giả, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tới nơi này làm như vậy cu ly.
bình thường tới nơi này nhận lời mời làm lao động toàn bộ đều là thượng giới bên trong tán tu. Những người này vừa bắt đầu ánh mắt chủ yếu tập trung vào Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên trên người, sau ánh mắt của bọn họ lại không nháy một cái tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Hai tên thần đế cảnh hậu kỳ tu vi người, từ đó giới đi vào chúng ta thượng giới, bọn hắn hẳn là có thể đặt chân. Đừng nói trước cái này hai tên thần đế cảnh hậu kỳ tu vi người, các ngươi xem bọn họ bên cạnh tiểu tử kia, tu vi của hắn chỉ có thần đế cảnh sơ kỳ. Nhưng hắn khí tức trên người không khỏi quá trẻ tuổi chứ. Tiểu tử này xác thực đủ cổ quái, lấy hơi thở của hắn, tuổi tác của hắn tuyệt đối tại 1000 năm trở xuống, bực này tuổi tác liền có thần đế cảnh sơ kỳ tu vi, quả thực là thiên tài trong thiên tài rồi, tại chúng ta thượng giới cũng không tồn tại a hát. Đúng vậy. Căn cứ hơi thở của hắn sẽ không vượt qua 1000 năm, hắn thật sự là tới từ ở bên trong giới. Vương trưởng lão nghe được chung quanh tiếng bàn luận sau đó hắn chân mày hơi nhíu lại. Do ở trên cái thế giới này có thuật chú nhan người không phải số ít, lại tăng thêm hắn chỉ có thần tôn cảnh thực lực, trước hắn chỉ phát giác ra Diệp Thần Phong thực lực tại thần đế cảnh sơ kỳ. Hắn cũng không có đi cảm ứng Diệp Thần Phong khí tức. Giờ khắc này, hắn tỉ mỉ cảm ứng được đến. Phát hiện Diệp Thần Phong khí tức xác thực rất trẻ trung, tiểu tử này thật sự sẽ là tại 1000 năm trở xuống tuổi tác sao? Một tên trong đó thần đế cảnh trung kỳ lão đầu, nói ra, vương trưởng lão, hắn cụ thể tuổi tác, ta không cách nào tính toán suất, nhưng ta có thể khẳng định tuổi tác của hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua 1000 năm. Vương trưởng lão gật gật đầu, xem ra bọn hắn cơ sở đều rất xác thật, cho tới bây giờ vẫn không có linh khí tiêu hao dấu hiệu. Vương trưởng lão. Căn cứ chúng ta thượng giới phổ thông thần đế cảnh sơ kỳ tu vi. Hẳn là lại qua một nén nhang tả hữu thời gian, tiểu tử này linh khí liền muốn tiêu hao hết tất rồi. Hắn bằng chừng ấy tuổi đến tu vi như thế, linh khí hẳn là sẽ không đặc biệt hùng hậu. Đến cho chúng ta thượng giới phổ thông thần đế cảnh hậu kỳ. Tại loại này rót vào dưới, vẫn có thể kiên trì 5 nén nhang tả hữu thời gian. Những kia nhận lời mời người tu luyện. Bọn hắn tự mình bắt đầu suy đoán lên. Chỉ là thời gian một nén nhang đi qua, Diệp Thần Phong cũng chưa từng xuất hiện linh khí yếu tiêu hao hết trạng thái. Theo thời gian từ từ trôi qua, 2 nén nhang, 3 nén nhang, 4 nén nhang, thẳng đến thứ 5 nén nhang thời gian đang trôi qua rồi, Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Thu Thiên sắc mặt có chút trắng bệch. Mà Diệp Thần Phong lại đã đến bây giờ, trong cơ thể hắn linh khí vẫn không có được rút khô. Không bị rút thủ trưởng liền không thể rời đi ngọn núi, trừ phi hắn tự chủ mạnh mẽ rời đi. Vương trưởng lão đám người toàn bộ là nhìn trợn mắt hốc mồm, Diệp Thần Phong chỉ là thần đế cảnh sơ kỳ tu vi a hát. Dĩ nhiên kiên trì tới bây giờ, bực này linh khí hùng hậu trình độ đã sớm vượt qua vậy thần đế cảnh trung kỳ cường giả, thậm chí đang truy đuổi thần đế cảnh hậu kỳ cường giả. Vương trưởng lão trong cổ họng nuốt lên nước miếng, thật sự là Diệp Thần Phong biểu hiện quá mức kinh người rồi. Loại này siêu cấp hùng hậu linh khí quả thực là không có cách nào hình dung rồi. Thiên tài chân chính a hát, như thế hùng hậu linh khí, lại tăng thêm 1000 năm trở xuống liền đến thần đế cảnh sơ kỳ, chúng ta thượng giới rất nhiều tông môn nếu như biết rồi, bọn hắn nhất định sẽ cực lực lôi kéo, bực này thiên tài là có thể gặp mà không thể cầu, e sợ Hà gia biết rồi cũng sẽ tung ra cành ô liu. Các ngươi nói hắn đến cùng có thể kiên trì qua mấy nén nhang thời gian. Nếu như tuổi tác của hắn tại 500 tuổi trở xuống lời nói, chỉ sợ hắn bực này thiên phú, đủ khiến cả giới vì này điên cuồng rồi. 500 tuổi trở xuống thần đế cảnh sơ kỳ cường giả. Người ít nằm mơ, hắn bực này thiên phú đã vượt qua chúng ta thượng giới thiên tài rồi, Hà gia vị kia thiên tài e sợ cũng so không hơn hắn, bất quá, hắn chung quy chỉ là thần đế cảnh sơ kỳ, hẳn là sẽ không so với mặt khác hai cái thần đế cảnh hậu kỳ người kiên trì lâu. Ở một bên ngồi xếp bằng điều tức Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi, các nàng khi nghe đến chung quanh tiếng bàn luận sau đó miệng các nàng giác hiện lên nụ cười. Là bảo thạch quả nhiên tới nơi nào đều sẽ phát sáng, hai người bọn họ có một loại có vinh cùng vinh cảm giác. Một mực trầm mặc vương trưởng lão, hắn trong con ngươi lập lòe ánh sáng, trong lòng của hắn tại nghĩ ngợi một ít chuyện, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong sau lưng. Chương 2614, thái độ cải biến. Thứ 5 nén nhang thời gian trôi qua. Nam Sơn Lão Yêu cùng Thẩm Tu Thiên sắc mặt càng ngày càng trắng xanh,
thẳng đến thứ 6 nén nhang lúc mới bắt đầu, Thẩm Tu Thiên rốt cục linh khí đã tiêu hao hết. Tại linh khí tiêu hao hết sau đó bàn tay của hắn có thể thoát ly ngọn núi rồi, hắn trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Vương trưởng lão không nói nhảm, cho Thẩm Tu Thiên nhất viên khôi phục linh khí đan dược, hắn không có cho Thẩm Tu Thiên sắp xếp chỗ ở, mà là ánh mắt như trước tập trung ở Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong linh khí hùng hậu trình độ dĩ nhiên đã vượt qua Thẩm Tu Thiên cái này thần đế cảnh hậu kỳ người. Thẩm Tu ngày linh khí hùng hậu cường giả tuyệt đối là đã tới thượng giới vậy thần đế cảnh hậu kỳ cường giả, thậm chí là có chút đã vượt qua. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Thần Phong linh khí có cỡ nào hùng hậu rồi, tuy nói ở một mức độ nào đó, linh khí hùng hậu không thể đại biểu sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng cái này cũng là tham khảo thiên phú một cái trọng yếu chỉ tiêu. Vương trưởng lão trong con người vẻ mặt trở nên càng thêm lóe sáng rồi, còn lại được hồn khí các mời mọc người tu luyện, bọn hắn cũng an tĩnh không nói lời nào, thật sự là Diệp Thần Phong linh khí hùng hậu trình độ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ rồi. Có thể nói Diệp Thần Phong linh khí hùng hậu trình độ, hoàn toàn có thể nói đã vượt qua vậy thần đế cảnh hậu kỳ cường giả, chuyện này quả thật là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đối với thượng giới mà nói, thiên tài tuyệt thế nhất định là chạm tay có thể bỏng, phàm là được ấn lên thiên tài tuyệt thế nhãn mắt người, tương lai có cực lớn có thể sẽ trở thành hùng bá nhất phương cường giả tuyệt thế. Vương trưởng lão có thể không để ý tới Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên. Cái kia là bởi vì bọn hắn tuổi tác đã đến, đời này bọn hắn đoán chừng khó mà bước vào thần đế cảnh đỉnh phong, muốn bước vào thần đế cảnh đỉnh phong không phải là dễ dàng như vậy. Mà hắn lấy tư cách hồn khí các tổng bộ ngoại môn trưởng lão, hồn khí các từ trước đến giờ thật là tự binh, trong đó thần đế cảnh hậu kỳ cường giả cũng không phải số ít, càng đừng nói còn có thần đế cảnh đỉnh phong cường giả rồi, cho nên hắn cũng không e ngại Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên. Nhưng Diệp Thần Phong lại không giống nhau, vừa đến tuổi tác của hắn đầy đủ tuổi trẻ, thứ hai thiên phú của hắn đầy đủ mạnh mẽ. Tại tương lai nhất định là tràn đầy vô hạn khả năng, thậm chí là có thể bước vào thần đế cảnh đỉnh phong, phàm là có thể đến thần đế cảnh đỉnh phong. Đây tuyệt đối là có thể tính mà được hùng bá nhất phương cường giả, nếu có một tên thần đế cảnh đỉnh phong cường giả động thủ với hắn. Hơn nữa là một tên sức chiến đấu siêu cường thần đế cảnh cường giả đỉnh cao. Như vậy e sợ hồn khí các cũng không giữ được hắn. Lấy Diệp Thần Phong như thế hùng hậu linh khí trình độ, chiến lực của hắn khẳng định cũng không tầm thường, tương lai nếu như hắn bước vào thần đế cảnh đỉnh phong sau đó ở thượng giới tuyệt đối là có hắn một vị trí. Đắc tội một tên tương lai cường giả tuyệt thế, đây chính là một bút tính không ra buôn bán. Vương trưởng lão đã nghĩ ở trong lòng phải như thế nào giao hảo Diệp Thần Phong. Làm một ít tình cảm đầu tư cũng tốt. Cùng một tên tương lai thần đế cảnh cường giả đỉnh cao bấu víu quan hệ, hay là về sau đối với hắn có trợ giúp. Dù sao vương trưởng lão biết hắn đời này luyện khí trình độ tăng lên cũng có hạn. Vạn nhất tương lai nếu như gặp phải chuyện gì, hắn nhưng mời không tới thần đế cảnh đỉnh phong cường giả, liền ngay cả thần đế cảnh hậu kỳ hoặc là trung kỳ cường giả cũng mời không tới. Những này tới nơi này nhận lời mời cường giả, bọn hắn toàn bộ là xem ở hồn khí các trên mặt mũi. Mà vương trưởng lão sở dĩ dám như thế kiêu căng, có một loại cáo mượn oai hùm mùi vị ở bên trong. Tại thứ 6 nén nhang thời gian trôi qua một nửa thời điểm, Nam Sơn lão yêu trong cơ thể linh khí cũng tiêu hao hết tất rồi. Chỉ có Diệp Thần Phong linh khí vẫn không có được hoàn toàn tiêu hao. Vương trưởng lão bọn hắn hô hấp dồn dập nhìn xem Diệp Thần Phong, con mắt vi vi chừng lớn lên. Bất quá, Diệp Thần Phong kiên trì càng lâu. Điều này đại biểu vương trưởng lão càng có đầu tư tình cảm giá trị. Rốt cuộc tại thứ 6 nén nhang thời gian triệt để đi qua thời điểm. Diệp Thần Phong trong cơ thể linh khí cũng tiêu hao hết tất rồi, hắn sắc mặt tái nhợt lợi hại, trên trán treo đầy mồ hôi hột. Ngồi xếp bằng trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Vương trưởng lão trước tiên tỉnh táo lại, trên mặt hắn không có lạnh nhạt, đổi lại một bộ nhiệt tình. Hắn xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt. Đem khôi phục linh khí đan dược đưa tới, cười nói, tiểu huynh đệ, khổ cực ngươi rồi, mau chút thanh viên này khôi phục linh khí đan dược ăn vào đi. Loại này khôi phục linh khí đan dược, tuy nói so với Diệp Thần Phong luyện chế kém xa lắm rồi, nhưng hắn vẫn là phục dụng. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong phục dụng đan dược sau, vương trưởng lão lại nói, tiểu huynh đệ, ngày thứ nhất nhất định sẽ có chỗ không thích ứng. Về sau từ từ đi là được rồi. Ta cảm giác cùng tiểu huynh đệ ngươi rất hợp xuyên.
Chờ ngươi khôi phục linh khí, ta lập tức giúp ngươi sắp xếp nơi ở. Diệp Thần Phong tự nhiên cảm giác được Vương trưởng lão lấy lòng, chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Diệp Thần Phong có thêm câu, đa tạ. Một bên còn lại người tu luyện cũng muốn lại đây sáo sáo cận hồ, thế nhưng được Vương trưởng lão cho ngăn cản lại, chính các ngươi nghỉ ngơi của mình, không nên quấy rầy ta vị tiểu huynh đệ này nghỉ ngơi. Những người tu luyện kia từng cái là xì mũi coi thường, nhưng nơi này là hồn khí các địa bàn, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Tại Diệp Thần Phong khôi phục một ít khí lực sau đó Vương trưởng lão nói ra, tiểu huynh đệ, đi thôi, ta hiện tại liền đi giúp ngươi sắp xếp nơi ở, nói thật, ta thật sự bỗng nhiên cảm giác cùng ngươi rất hợp duyên, nếu không phải ta không cách nào làm quyết định, ta trực tiếp miễn đi tiểu huynh đệ ngươi ở nơi này nhiệm vụ. Vương trưởng lão cái này cũng là nói một chút được rồi, nếu như Diệp Thần Phong thật sự lập tức rời đi rồi, hắn và ai đi bấu víu quan hệ a hát. Hắn đem trước đó lấy ra giản dị phòng ốc một lần nữa thu hồi trong nhẫn chứa đồ, hắn không có làm giải thích quá nhiều, có lúc giải thích trái lại có vẻ làm bộ, cho nên này Vương trưởng lão làm việc thật có một bộ. Tiểu huynh đệ, ngươi và bằng hữu của ngươi đồng thời đi theo ta đi thôi. Nghỉ ngơi thật tốt một ngày, như vậy ngày mai mới sẽ có tinh thần. Vương trưởng lão nói ra. Tống Lan Nhược cùng Phương Đoá Nhi trong con ngươi xinh đẹp hàm chứa ý cười. Quả nhiên là đi tới chỗ nào đều phải xem thiên phú, đây là thuộc về người tu luyện thế giới, chỉ có cho thấy đầy đủ tư bản, người khác mới sẽ kính trọng ngươi. Diệp Thần Phong cũng không có khách khí với Vương trưởng lão rồi, một đường đi theo hắn rời khỏi hồn khí các phía sau núi. Vương trưởng lão lấy tư cách ngoại môn trưởng lão, hắn ở nơi này có chút ít quyền lợi, hắn giúp Diệp Thần Phong bọn hắn tại hồn khí các ngoại môn an bài mấy gian tao nhã căn phòng, đồng thời nói ra tiểu huynh đệ. Nếu như ngươi có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ ta, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Nói xong câu đó sau, Vương trưởng lão không có dừng lại lâu, hắn biết bấu víu quan hệ loại chuyện này không vội vàng được, yêu cầu từng bước một đi. Đang nhìn đến Vương trưởng lão sau khi rời đi, Thẩm Tu Thiên cười nói, ân công, này hồn khí các Vương trưởng lão, hắn là muốn lôi kéo ngươi rồi, lưu một phần ân tình cho ngươi. Hắn cái này tính toán mưu đồ ngược lại là đánh thật hay, nếu như ân công tương lai trưởng thành, tuyệt đối là cường giả siêu cấp. Diệp Thần Phong khoát tay áo một cái, này Vương trưởng lão có chút thú vị, cùng những kia ra vẻ đạo mạo người so sánh, ta vẫn tương đối yêu thích như vậy một mắt là có thể cho ta xem thấu. Chương 2615, bị phế đâu Vương trưởng lão? Một đêm vội vã đi qua. Bây giờ tạm thời ở lại hồn khí các chưa nếm không là một chuyện tốt, trước tiên ở nơi này thích ứng một cái thượng giới lại nói. Cho nên đêm đó đối với Diệp Thần Phong bọn hắn nói qua phi thường bình tĩnh. Làm ngày thứ hai mặt trời mới mọc lơ lửng chân trời thời điểm, Diệp Thần Phong cùng Nam Sơn lão yêu bọn hắn rất sớm liền đi ra gian phòng của mình, chờ Vương trưởng lão tới nơi này. Nhưng tại Diệp Thần Phong bọn hắn chờ mãi dưới, Vương trưởng lão thân ảnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Thẳng đến thái dương treo lên thật cao, ánh mặt trời nóng bỏng tung hướng về đại địa thời điểm, lúc này mới có người đi tới Diệp Thần Phong bọn hắn chỗ ở. Người đến cũng không phải Vương trưởng lão, mà là một gã họ Lý ngoại môn trưởng lão. Lấy ngày hôm qua Vương trưởng lão đối Diệp Thần Phong nhiệt tình, hắn hôm nay tuyệt đối không có lý do gì không tự mình đến nơi này. Diệp Thần Phong hỏi một câu, ngày hôm qua lĩnh chúng ta tới Vương trưởng lão đâu này? Lý trưởng lão chỉ là bình thản trả lời một câu, Vương trưởng lão hôm nay có chuyện, hắn không thể đã tới, các ngươi tạm thời do ta phụ trách. Lý trưởng lão cũng chưa từng thấy Diệp Thần Phong thiên phú, cho nên mới phải có vẻ lạnh nhạt như vậy, trong lòng của hắn một mực cũng đang nghi ngờ, Vương trưởng lão tại sao thanh mấy cái này bên trong giới người tu luyện sắp xếp ở đây sao chỗ tốt cư trú. Dĩ vãng cũng không có như vậy thông lệ, coi như là thần đế cảnh hậu kỳ người tu luyện. Đi tới hồn khí các cũng là đối xử bình đẳng. Quan trọng nhất là bên trong giới thần đế cảnh hậu kỳ cường giả, phổ biến sức chiến đấu đều phải so thượng giới thần đế cảnh hậu kỳ cường giả thấp, cho nên tại hồn khí các trong mắt bên trong giới người tu luyện căn bản không yêu cầu lôi kéo, chỉ cần để cho bọn họ tại hồn khí trong các hoàn thành nhất định nhiệm vụ. Lý trưởng lão suy đoán những này đến từ bên trong giới người lẽ nào trước đó rồi cùng Vương trưởng lão nhận thức. Trong lòng của hắn mang theo nghi hoặc, một đường dẫn Diệp Thần Phong bọn hắn hướng về hồn khí các phía sau núi đi đến.
Tên này Lý trưởng lão đồng dạng là một tên thất phẩm luyện khí sư. Toàn bộ hồn khí các vô cùng lớn, muốn tới đi tới phía sau núi, cần đi qua hồn khí trong các không ít địa phương. Đi ngang qua một chỗ quảng trường khổng lồ thời điểm, chỉ thấy hôm nay quảng trường này nơi này tụ họp không ít hồn khí trong các người. Ngày hôm qua Diệp Thần Phong bọn hắn cũng đi qua nơi này, bọn hắn cũng không nhìn thấy như hôm nay nhiều người như vậy. Mảnh này to lớn trên quảng trường có một cái lớn lớn nhỏ nhỏ đài cao. Tại quảng trường này cửa vào địa phương tụ lập một khối to lớn bia đá, chỉ thấy trên bia đá có khắc ba chữ lớn luyện khí tràng. Những này tại trên quảng trường người, bọn hắn toàn bộ tụ lại tại trong đó một cái đài cao trước đó. Chỉ thấy ở cái này trên đài cao, tụ lập một căn mộc đầu cây cột, một người trung niên nam nhân hắn hai cánh tay được dây thừng cột. Cả người trực tiếp được treo ở giữa không trung. Cái này được treo ở cọc gỗ trên cây cột đàn ông trung niên, hắn cả người là máu me đầm đìa, trên hai chân xương bánh chè hoàn toàn bị vỡ vụn, hắn hai cái chân hẳn là bị người biến thành tàn tật, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông cũng bị phong bế rồi. Tuy nói cái này đàn ông trung niên trên mặt cũng bao trùm tiên huyết, thế nhưng Diệp Thần Phong nhận ra này không phải là Vương trưởng lão sao? Ngày hôm qua còn rất tốt Vương trưởng lão, hôm nay làm sao sẽ biến thành bộ này hình dạng? Tại Diệp Thần Phong nhận ra Vương trưởng lão thời điểm, Nam Sơn lão yêu bọn hắn cũng toàn bộ nhận ra Vương trưởng lão. Lý trưởng lão nói ra, nhìn cái gì vậy? Mau chút đi thôi, các ngươi nhiệm vụ hôm nay còn chưa hoàn thành. Diệp Thần Phong đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, hắn và Vương trưởng lão nhận thức chỉ có một ngày, nhưng Vương trưởng lão cũng không khiến hắn phản cảm. Hơn nữa ngày hôm qua Vương trưởng lão chủ động đối hắn không ngừng lấy lòng, lấy tính cách của hắn làm sao có thể chỉ làm như không nhìn thấy. Lý trưởng lão thấy Diệp Thần Phong bọn hắn không có phản ứng, lông mày của hắn là chăm chú nhíu lại, trên mặt từ từ bò lên trên phẫn nộ, nhưng hắn lại rất mau đem phẫn nộ cho áp chế xuống rồi, tuy nói hắn có hồn khí các lấy tư cách chỗ dựa. Hắn có thể không nhìn Nam Sơn lão yêu bọn hắn như vậy bên trong giới thần đế cảnh hậu kỳ cường giả, nhưng là tu vi của hắn còn kém rất rất xa Nam Sơn lão yêu bọn hắn. Tuân theo nhiều ít một chuyện không bằng ít một chuyện. Lý trưởng lão cảnh cáo nói, các ngươi nhìn đến người chính là Vương trưởng lão. Này không phải là các ngươi có thể quản được sự tình, các ngươi làm tốt hồn khí các an bài nhiệm vụ, các ngươi là có thể bình an rời đi, còn lại sự tình các ngươi không cần nhiều quản. Các ngươi biết Vương trưởng lão vì sao lại rơi vào bộ này kết cục sao? Chuyện là như vậy. Tại Lý trưởng lão tự thuật dưới, Diệp Thần Phong bọn hắn hiểu được chỉnh cái đầu đuôi sự tình. Nguyên lai này luyện khí tràng là hồn khí các dùng để giải quyết nội bộ phân tranh, luyện khí sư cùng luyện khí sư trong lúc đó có lúc cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Lấy tư cách luyện khí sư tự nhiên là dùng luyện khí đến một phần cao thấp, sau đó tại hồn khí trong các liền có luyện khí tràng. Phàm là sản sinh mâu thuẫn hai cái luyện khí sư, bọn hắn có thể hướng về hồn khí các cao tầng xin giao đấu. Tại trước khi tỷ đấu đều sẽ lập xuống thua sau nhất định yếu trả giá cao. Toàn bộ giao đấu hội có hồn khí các cao tầng chủ trì. Ngay hôm nay sáng sớm hồn khí trong các một tên Triệu trưởng lão. Hắn hướng về Vương trưởng lão phát ra giao đấu khiêu chiến. Triệu trưởng lão đồng dạng cũng là hồn khí các ngoại môn trưởng lão, luyện khí trình độ đã tới thất phẩm. Tại hồn khí trong các bộ, luyện khí trình độ có thể đến thất phẩm, là có thể thăng cấp thành ngoại môn trưởng lão rồi. Còn nếu như có thể đến bát phẩm, tự nhiên là có thể trở thành nội môn trưởng lão. Triệu trưởng lão cùng Vương trưởng lão tại mấy năm trước một mực có mâu thuẫn, sau đó Triệu trưởng lão đang tỷ đấu bên trong đã thua bởi Vương trưởng lão, mà Vương trưởng lão cũng không hề đối Triệu trưởng lão làm sao, bởi vì tại đã từng hai người bọn họ cũng coi như là bạn tốt, chỉ vì một người, hai người bọn họ mới cắt đứt, người phụ nữ kia là chính mình lựa chọn cùng với Vương trưởng lão, có thể nói từ đầu tới cuối đều là Triệu trưởng lão đang chọn việc. Lần này thời gian qua đi một năm. Triệu trưởng lão sau khi trở về, hắn lập tức hướng về Vương trưởng lão phát ra phát giao đấu, hơn nữa phe thua muốn cho một phương khác phế bỏ hai chân, thậm chí cũng bị phe thắng treo ở trên cây cột thị chúng ba ngày. Triệu trưởng lão luyện khí trình độ tăng mạnh, mặc dù nói không có đến bát phẩm, thế nhưng là vững vàng vượt trên Vương trưởng lão, kết quả tự nhiên là Vương trưởng lão thảm bại rồi. Thảm bại sau. Triệu trưởng lão không có hạ thủ lưu tình, hắn trực tiếp đem Vương trưởng lão biến thành tàn tật, không có ghi nhớ đã từng bất kỳ tình cảm, có thể nói làm cực kỳ tuyệt tình.
Chàng tỷ đấu này sáng sớm hôm nay lại bắt đầu, chẳng trách Vương trưởng lão chậm chạp chưa từng xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt bọn họ. Đem Vương trưởng lão sự tình nói một lần, sau đó Lý trưởng lão lại nói, nhìn thấy Vương trưởng lão an bài cho các ngươi nơi ở, các ngươi trước đó nhận thức Vương trưởng lão. Các ngươi hiện tại bị hạn chế cùng chúng ta hồn khí các, các ngươi không có năng lực quản chuyện này, Vương trưởng lão cùng Triệu trưởng lão là công bình giao đấu. Đương nhiên Triệu trưởng lão cũng nói, nếu như ai thanh Vương trưởng lão buông ra, như vậy liền chẳng khác gì là hướng về hắn phát khởi giao đấu khiêu chiến. Xuất hiện tại các ngươi còn muốn quản việc không đâu sao? Mấy người các ngươi bên trong có luyện khí sư sao? Các ngươi muốn quản việc không đâu, cuối cùng chỉ có chịu chết uổng phần. Đi thôi, nhanh đi hoàn thành chính các ngươi nhiệm vụ hàng ngày, thượng giới cũng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chương 2616, muốn chết. Lý trưởng lão vốn cho là đem Vương trưởng lão sự tình nói một lần sau đó Diệp Thần Phong bọn hắn liền sẽ thức thời ngoan ngoãn đi theo. Ai biết Diệp Thần Phong vẫn là đứng ngay tại chỗ, Nam Sơn lão yêu bọn hắn hoàn toàn là đi theo Diệp Thần Phong. Xem ra cả sự tình Vương trưởng lão không có làm gì sai, tại đã từng luyện khí giao đấu thắng sau đó Vương trưởng lão trả buông tha Triệu trưởng lão một con ngựa, bởi vậy có thể thấy được Vương trưởng lão là một cái bản tính không xấu đồng thời làm nhớ tình bạn cũ người. Cũng coi như là cùng Vương trưởng lão quen biết một cuộc, yếu Diệp Thần Phong liền rời đi như thế, hắn còn thật sự không làm được, hắn lòng dạ độc ác một mặt chỉ là đối với chính mình kẻ địch. Vương trưởng lão tại hồn khí các cũng là có quan hệ của mình, nhưng bình thường cùng hắn giao hảo mấy cái luyện khí sư cũng chỉ là thất phẩm, hơn nữa bọn hắn cũng không làm được bảo đảm nhất định có thể vượt qua Triệu trưởng lão, cho nên ở vào thời điểm này, bọn hắn cũng không muốn đến giao du với kẻ xấu. Về phần thất phẩm trở lên luyện khí sư, bọn họ đều là tại hồn khí các nội môn bên trong, trong tình huống bình thường không rảnh đến quan tâm ngoại môn sự tình rồi. Giờ khắc này, tại luyện khí tràng trên đài cao, máu me khắp người Vương trưởng lão, hắn trong con ngươi tràn ngập sự không cam lòng tâm, trong miệng vẫn cứ tại không ngừng mà tràn ra tiên huyết đến. Cho tới bây giờ cũng không người nào nguyện ý vì hắn đứng ra, trái tim hắn đều mát thấu. Đã từng những cái được gọi là hảo hữu đi nơi nào. Hắn căn bản ở nơi này không nhìn thấy những người đó bóng người. Ngoại trừ thê lương bên ngoài, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, đặc biệt là nhìn thấy một người trung niên nam nhân cùng một cái dáng dấp dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Cái này đàn ông trung niên cánh tay ôm dáng dấp dung mạo xinh đẹp nữ nhân, mà nữ nhân này người cũng nỡ nụ cười tựa sát đàn ông trung niên. Cái này đàn ông trung niên chính là vượt qua Vương trưởng lão Triệu trưởng lão rồi, về phần một cái khác tướng mạo đẹp nữ nhân, người chính là Vương trưởng lão nguyên bản thê tử Liễu Yên Dung, cũng chính là năm đó Vương trưởng lão cùng Triệu trưởng lão tranh đoạt, cuối cùng lựa chọn Vương trưởng lão người phụ nữ kia. Tại vừa nãy Vương trưởng lão bại bởi Triệu trưởng lão, hai cái chân thượng xương bánh chè được vỡ vụn sau đó Liễu Yên Dung không có đứng ra nói một câu, người chỉ là tại một bên mắt lạnh nhìn. Thật giống Vương trưởng lão căn bản không phải trượng phu của nàng như thế. Cuối cùng Triệu trưởng lão đối Liễu Yên Dung biểu lộ cõi lòng sau đó người nghĩa vô phản cố đầu nhập vào Triệu trưởng lão trong ngực. Này làm cho Vương trưởng lão trong nháy mắt có một loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Liền ngay cả mình yêu nữ nhân đều có thể như thế bỏ qua chính mình, trên thế giới này hắn vẫn có thể tin tưởng ai. Căn bản không có ai nguyện ý vì hắn đứng ra. Đối mặt Vương trưởng lão ánh mắt phẫn nộ. Triệu trưởng lão cười nói, lúc trước ta liền nói quá rồi, ta sẽ trở thành người thắng cuối cùng, hiện tại ta làm được. Khói dung cũng đang trong lòng của ta rồi, ngươi chỉ có thể được ta đạp ở dưới bàn chân, ngươi nhìn xem chính mình sống được bao nhiêu đáng thương. Cho tới bây giờ cũng không người nào nguyện ý vì ngươi đứng ra. Liễu Yên Dung đối mặt Vương trưởng lão ánh mắt, ngươi chỉ nói một câu, ta chỉ thích cường giả. Được treo ở giữa không trung Vương trưởng lão. Hắn tự giễu không ngừng cười, trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, nguyên lai hắn chưa bao giờ nhìn thấu qua Liễu Yên Dung nữ nhân này, nguyên lai hắn vẫn là mong muốn đơn phương, Liễu Yên Dung căn bản không có yêu qua hắn, chẳng qua là năm đó hắn mạnh hơn Triệu trưởng lão, cho nên Liễu Yên Dung mới lựa chọn hắn. Máu me khắp người Vương trưởng lão lâm vào trong tuyệt vọng. Đang lúc này, Diệp Thần Phong hướng về đài cao bước ra bước chân. Lý trưởng lão không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ như vậy lựa chọn, hắn lúc này là cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa rồi, khi hắn muốn quát tháo thời điểm.
Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên chặn lại rồi hắn. Lý thực lực của trưởng lão dù sao chỉ có thần tôn cảnh mà thôi, nếu như Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên bất chấp hậu quả động thủ, tuy nói sau hồn khí các nhất định sẽ vì hắn lấy lại công đạo. Thậm chí đem Nam Sơn lão yêu bọn hắn giết đi, thế nhưng sau khi hắn chết, những này đều không có ý nghĩa rồi. Xem ra các ngươi là muốn cùng hồn khí các đối kháng. Xem ra các ngươi là muốn nhúng tay vương trưởng lão chính là sự tình. Được, các ngươi nếu yếu chính mình muốn chết, như vậy ta vì cái gì yếu ngăn cản các ngươi? Các ngươi xin cứ tự nhiên. Lý trưởng lão lên cơn giận dữ quát. Nam Sơn lão yêu, Thẩm Thu Thiên, Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược trong tròng mắt đều tràn đầy lo lắng. Đặc biệt là Thẩm Thu Thiên hắn rõ ràng Diệp Thần Phong chính là một gã chí tôn luyện dược sư. Dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong không thể nào là luyện khí sư được rồi. Nếu như Diệp Thần Phong yếu nhúng tay chuyện này, như vậy cuối cùng nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Bọn hắn nhưng không đối kháng được toàn bộ hồn khí các tổng bộ AH. Nam Sơn lão yêu đối Diệp Thần Phong chưa quen thuộc, hắn cho Thẩm Tu Thiên truyền âm, hắn là luyện khí sư sao? Thẩm Tu Thiên hồi đáp, ân công là luyện dược sư. Câu này trả lời không chỉ truyền âm cho Nam Sơn lão yêu. Trả truyền âm cho Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược. Nam Sơn lão yêu, Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược nghe được Thẩm Tu ngày trả lời sau đó sắc mặt của bọn họ cũng hơi đổi. Nếu như Diệp Thần Phong đã là luyện dược sư rồi, như vậy hắn hầu như không thể nào là luyện khí sư rồi, thuốc khí đồng tu quả thực là gần như tán dóc. Nhìn xem đi hướng đài cao Diệp Thần Phong, Nam Sơn lão yêu bọn hắn không kịp ngăn trở, Thẩm Tu Thiên vội vàng cho Diệp Thần Phong truyền âm, ân công, ngài yếu cân nhắc tốt. Bất quá, mặc kệ ngài lựa chọn như thế nào, ta đều hội đứng sau lưng ngài. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân không có dừng lại. Hắn chỉ cần tại luyện khí giao đấu thượng thắng được Triệu trưởng lão, e sợ hồn khí các cũng không có làm khó đạo lý của bọn họ rồi, nhiều nhất hắn chỉ là làm người khác chú ý một ít, lại nói hắn bây giờ dáng dấp cải biến, tất cả cũng đều là ở hắn trưởng khống trong phạm vi. Diệp Thần Phong đi lên đài cao. Chu vi hồn khí các lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ tập trung đến trên người hắn, tại ánh mắt của mọi người dưới, Diệp Thần Phong tự mình thanh vương trưởng lão cho để xuống. Máu me khắp người vương trưởng lão, hắn thấy có người vì hắn đứng ra, dĩ nhiên là ngày hôm qua mới quen Diệp Thần Phong, trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại ngũ vị chen lẫn cảm giác, vô cùng cảm động, hắn từ trong tuyệt vọng hơi chút được kéo trở lại một điểm, người không nên nên đi lên, không nên cuốn vào chuyện này bên trong đến. Vương trưởng lão trong miệng một bên phun ra tiên huyết, vừa nói chuyện. Chu vi hồn khí các người tu luyện. Bọn hắn nhìn thấy dĩ nhiên thật sự có người dám đứng ở trên đài cao, thanh vương trưởng lão cho để xuống, trong lúc nhất thời, từng đạo tiếng bàn luận vang lên. Tiểu tử này là người nào? Hắn là chúng ta hồn khí các đệ tử sao? Ngày hôm qua ta tại hồn khí trong các gặp tiểu tử này, hắn giống như là từ đó giới vừa vặn đi vào chúng ta thượng giới. Một cái không phải chúng ta hồn khí các đệ tử, hắn dĩ nhiên cũng dám nhúng tay chúng ta hồn khí các sự tình. Hắn cho là mình là vật gì? Hắn chỉ là từ đó giới tới mà thôi, hắn là luyện khí sư sao? Cho dù hắn là luyện khí sư, hắn lại sẽ cường đi nơi nào? Hắn chỉ là bên trong giới tới mà thôi, hắn này thuần túy là đang tìm cái chết. Tiếng bàn luận vang lên không ngừng, đối diện với mấy cái này tiếng bàn luận, Diệp Thần Phong trên mặt biểu lộ không có bất kỳ một tia biến hóa, hắn chỉ là nhún nhún vai, sau đó ánh mắt nhìn về phía Triệu trưởng lão. Chương 2617, nhất định muốn tiếp tục. Triệu trưởng lão sắc mặt rất lạnh, chung quanh tiếng bàn luận hắn tự nhiên cũng nghe được, biết được trước mắt đứng trên đài cao chính là ngày hôm qua mới vừa tới đến bên trong giới người. Trong lòng của hắn tràn ngập khinh thường, nhưng tại cảm thấy được Diệp Thần Phong có thần đế cảnh sơ kỳ thật khí thế sau, hắn trong con ngươi nhiều hơn một bôi nghiêm nghị. Cùng lúc đó, những kia vừa vặn đang bàn luận Diệp Thần Phong người. Trong đó cũng có người cảm giác ra Diệp Thần Phong khí thế trên người, tại trong những người này không thiếu người tinh mắt, vừa vặn nghiêng về một bên nghị luận có xoay chuyển xu thế. Thần đế cảnh sơ kỳ tu vi AH, hơi thở của hắn rất trẻ trung, tuyệt đối tại 1000 năm trở xuống. Vừa vặn thật còn thiếu chút nữa không để ý đến tu vi của hắn, bực này thiên tài tại chúng ta thần nguyên giới cũng không tồn tại, hắn làm sao có khả năng đến từ chính bên trong giới. 1000 năm trở xuống thần đế cảnh sơ kỳ cường giả,
tương lai tuyệt đối có tiềm lực thành là chúa tể một phương. Lời nói tuy nói như thế, thế nhưng nơi này giao đấu chính là luyện khí, hắn không thể nào là luyện khí sư, tinh lực của hắn hẳn là chủ muốn thả về mặt tu luyện rồi, nếu như hắn tại trên đài cao đã thua bởi Triệu trưởng lão, như vậy hắn là long cho được phải bị phế rồi, chúng ta hồn khí các quy củ là không cho phép phá hoại. Triệu trưởng lão vẻ mặt hòa hoãn xuống, trong đầu hắn cũng hoàn toàn nghĩ thông suốt, nơi này giao đấu chính là luyện khí, cho dù Diệp Thần Phong là vạn năm thậm chí trăm ngàn năm đều khó gặp thiên tài, vậy thì như thế nào? Triệu trưởng lão cánh tay vẫn cứ ôm Liễu Yên Dung, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nói ra, ngươi là yếu cùng ta giao đấu luyện khí. Ngươi biết quy tắc của nơi này sao? Diệp Thần Phong lạnh nhạt hồi đáp biết. Nằm dưới đất Phương trưởng lão, hắn muốn mở miệng ngăn cản, nhưng hắn hoàn toàn không có ngăn cản khí lực, đến cuối cùng dĩ nhiên chỉ có Diệp Thần Phong nguyện ý vì hắn đứng ra. Triệu trưởng lão mắt lạnh nhìn Vương trưởng lão, đến cuối cùng chỉ có một bên trong giới tiểu tử vì ngươi ra mặt, nếu như là so đấu tu vi lời nói, như vậy hay là ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thế nhưng muốn so liều là luyện khí, ta không có bại khả năng. Tại người bình thường trong mắt, Diệp Thần Phong tu vi đã cao như thế rồi. Bình thường khẳng định không có tinh lực bước lên luyện khí một đường, nói không chắc Diệp Thần Phong chính là đầu não nóng lên mới đứng ra. Bên dưới đài cao Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên đám người. Bọn hắn nhìn thấy sự tình phát triển đến một bước này, bọn hắn chỉ có thể ở một bên tĩnh quan kỳ biến rồi, có một chút trong lòng bọn họ cũng có thể khẳng định, hôm nay sợ rằng khó mà kết thúc, bọn họ cũng đều biết Diệp Thần Phong là luyện dược sư, căn bản không phải luyện khí sư. Trước đó lên cơn giận dữ Lý trưởng lão, hắn thật không có một mực quá mức chú ý Diệp Thần Phong, khi nghe đến chung quanh nghị luận sau. Hắn lúc này mới phát hiện Diệp Thần Phong thiên phú, trẻ tuổi như vậy khí tức căn bản không phải có thuật chú nhan. Nhưng trong lòng của hắn còn có vô tận lửa giận, hắn biết Diệp Thần Phong coi như là thiên tài tu luyện, nhưng vào hôm nay qua đi chỉ sợ cũng phải phế bỏ. Hắn nhìn xem Nam Sơn lão yêu đám người, lạnh lùng nói, này chính là các ngươi muốn kết quả sao? Các ngươi chờ nhìn hắn thảm bại đi. Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên bọn hắn nhíu chặt mày lên. Trên đài cao, Triệu trưởng lão lạnh nhạt quát lên, đây là ngươi chủ động bốc lên giải quyết tình, đã như vậy, chúng ta trước đem tiền đặt cược nói tốt, phe thua cũng bị thắng được một phương phế bỏ đan điền, ngươi phải tiếp nhận sao? Triệu trưởng lão thật có thể nói là lòng dạ độc ác. Lấy Diệp Thần Phong thiên phú tu luyện, vạn nhất tương lai thành là chúa tể một phương rồi, hắn nhất định sẽ gặp phải trả thù. Nếu ân oán kết lại rồi. Như vậy hắn tự nhiên yếu đem uy hiếp bóp chết từ trong trứng nước rồi. Máu me khắp người Vương trưởng lão, hắn dụng hết toàn lực nói ra, không nên đáp ứng. Diệp Thần Phong không hề trả lời Vương trưởng lão, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Triệu trưởng lão, được, ta đồng ý. Thấy Diệp Thần Phong thật sự đồng ý xuống, Triệu trưởng lão chần chờ mấy phần, chẳng lẽ nói Diệp Thần Phong thật sự hội luyện khí. Chính lúc này. Một nam một nữ đạp không đi tới trên đài cao, một nam một nữ này, nam dáng dấp tuấn lãng, nữ dáng dấp tú mỹ. Nam tên là Trầm Hàn, hắn chính là bát phẩm luyện khí sư. Tu vi tại thần tôn cảnh sơ kỳ. Nữ tên là Tiêu Phỉ Phỉ, người đồng dạng là bát phẩm luyện khí sư. Tu vi tại nửa bước thần tôn tầng thứ. Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ là hồn khí các hai tên lão tổ đệ tử đích truyền, bọn họ là hồn khí trong các công nhận thiên tài. Bằng chừng ấy tuổi có thể đến bát phẩm luyện khí sư, hơn nữa tu vi cũng không tục, xác thực có thể được xưng là thiên tài rồi. Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ tại hồn khí trong các có rất cao địa vị. Trầm Hàn xưa nay bình dị gần gũi, có thể nói tại hồn khí trong các làm có nhân duyên, mà Tiêu Phỉ Phỉ bình thường không quá thích nói chuyện, trên người có một loại cự nhân bên ngoài ngàn dặm cảm giác. Hai người bọn họ một tháng trước ra ngoài thi hành một lần nhiệm vụ. Hôm nay vừa vặn trở về hồn khí các tổng bộ, đi ngang qua ngoại môn nơi này thời điểm, bọn hắn được đài cao động tĩnh bên này hấp dẫn. Thế là, bọn hắn tùy tiện hỏi một tên hồn khí các đệ tử, đối với Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ, hồn khí các đệ tử tự nhiên không dám có chỗ che giấu, thậm chí đem Triệu trưởng lão cùng Vương trưởng lão ân oán cũng nói rõ rõ ràng ràng. Hai người bọn họ tự nhiên cũng biết Diệp Thần Phong lai lịch, một cái ngày hôm qua mới vừa tới đến thượng giới gia hỏa. Dĩ nhiên nguyện ý vì Vương trưởng lão đứng ra, trong chớp nhoáng này để hai người bọn họ có hảo cảm.
Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ trong xương cũng là rất trọng tình cảm người, đương nhiên bọn hắn trong xương cũng có kiêu ngạo tồn tại, khi biết Diệp Thần Phong có thần đế cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa tuổi tác vô cùng có khả năng tại 1000 năm trở xuống, sự kiêu ngạo của bọn họ trong nháy mắt có chút co rút lại, dù sao hai người bọn họ tuổi tác đều vượt qua 1000 năm rồi. Bất quá, ở thượng giới bên trong, bọn hắn một cái phê vẫn cứ thuộc về trẻ tuổi phạm trù. Trong lòng bọn họ đối Triệu trưởng lão bản năng có một loại phản cảm, cho nên bọn hắn mới vào lúc này đứng ra. Bọn hắn đồng dạng cho rằng Diệp Thần Phong là hành động theo cảm tính, căn bản không có cân nhắc đến hậu quả, nếu quả như thật tại trên đài cao bại bởi Triệu trưởng lão, như vậy cho dù bọn họ là đệ tử đích truyền, bọn hắn cũng không thể phá hủy hồn khí các quy tắc. Triệu trưởng lão, mọi người từng người lùi một bước, ta xem chuyện ngày hôm nay chấm dứt ở đây đi. Đối mặt Triệu trưởng lão, Trầm Hàn có vẻ ở trên cao nhìn xuống, lần thứ nhất không có ngày xưa bình dị gần gũi. Triệu trưởng lão không nghĩ tới Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ lại đột nhiên nhúng tay, nếu như đắc tội rồi hai vị này, về sau hắn tại hồn khí các tháng ngày tuyệt đối không dễ chịu. Không đợi Triệu trưởng lão trả lời, Trầm Hàn vừa nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói, bằng hữu, hôm nay chuyện này để ta làm xử lý, ngươi xem coi thế nào. Ta sẽ an bài người trị liệu tốt Vương trưởng lão. Diệp Thần Phong tuy nói không quen biết Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ, nhưng đối với hai cái này đột nhiên đứng ra người, trong lòng của hắn ngược lại là có chút hảo cảm. Mà dưới đáy Nam Sơn lão yêu cùng Thẩm Tu Thiên bọn hắn, đang nhìn đến sự tình thật không ngờ phát triển, bọn hắn cũng không nhịn thở phào nhẹ nhõm, dù sao bọn hắn cho rằng một khi giao đấu luyện khí, Diệp Thần Phong là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ rồi. Tại tất cả mọi người vốn cho là sự tình yếu hạ màn kết thúc thời điểm. Triệu trưởng lão bỗng nhiên như tựa như phát điên, trong lòng của hắn suy nghĩ rất nhiều, nếu như từ chối, như vậy sẽ đắc tội Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ. Nhưng nếu như đáp ứng rồi, Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hắn nhìn ra được Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ làm coi trọng Diệp Thần Phong, mà Vương trưởng lão cùng Diệp Thần Phong lại có giao tình, như vậy quay đi quẩn lại. Cuối cùng hắn vẫn là tại hồn khí các không sống được nữa, chẳng bằng trước tiên phế bỏ Diệp Thần Phong lại nói, như vậy tương lai cũng ít một địch nhân. Lại nói hồn khí trong các dù sao cũng là có quy củ, Diệp Thần Phong đã đáp ứng rồi cùng hắn giao đấu. Trận này luyện khí giao đấu nhất định muốn tiếp tục, Triệu trưởng lão cắn răng quát lên. Chương 2618, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Ngươi! Trầm Hàn hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Triệu trưởng lão lại dám không nể mặt hắn. Chỉ là này Triệu trưởng lão lòng dạ nhỏ mọn, chính hắn suy nghĩ lung tung một trận, hắn dưới tình huống này, hắn nhất thời kích động mới hội nói lời như vậy. Lời đã nói ra giống như nước đã đổ ra, bây giờ căn bản là thu không trở lại. Đối với hiện tại Triệu trưởng lão tới nói, hắn chỉ có thể kiên trì, tuy nói Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ chính là hồn khí các hai vị lão tổ đệ tử đích truyền. Thế nhưng tại hồn khí trong các tổng cộng có 4 vị lão tổ, được phân làm hai cái phe phái khác nhau, hay là hắn có thể vùi đầu vào khác một phe cánh bên trong đi. Liễu Yên Dung nữ nhân này sắc mặt có chút trắng bệch, sự tình phát triển đến trình độ này, đây là người tuyệt đối không ngờ rằng. Nếu như sớm biết Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ hội nhúng tay, như vậy người tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tập trung vào Triệu trưởng lão trong ngực. Tiêu Phỉ Phỉ mày liễu cũng nhíu lại, có thể thấy được nàng là tức giận. Nàng bình thời trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Nàng và Trầm Hàn cảm thấy Diệp Thần Phong rất có tiềm lực, cho nên hai người bọn họ mới muốn tới kết giao một phen, cuối cùng ai biết sẽ bị Triệu trưởng lão cái này không có ánh mắt ra hỏa cho trộn lẫn rồi. Đài cao dưới đáy hồn khí các đệ tử, bọn hắn từng cái châu đầu ghé tai. Trong đó có phần đệ tử lặng lẽ rời khỏi, dù sao hồn khí các quy củ là không thể đủ phá hoại, Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ nhúng tay. Đây đã là không hợp quy củ, này đúng là có thể để một cái khác trận doanh người làm văn rồi. Trầm Hàn giận dữ hỏi, Triệu trưởng lão, người thật sự chả phải tiếp tục chàng tỷ đấu này sao? Triệu trưởng lão đối mặt Trầm Hàn chất vấn, sắc mặt của hắn âm tình bất định, nhưng trong đầu của hắn bỗng nhiên tiếp thu được một cái truyền âm, tiếp tục nữa, yên tâm, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người bảo ngươi. Ngươi là quang minh chánh đại cùng hắn so với đấu, ai cũng nói không là cái gì. Cuối cùng cũng bị chất vấn chính là Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ. Triệu trưởng lão biết âm thanh này khẳng định là tới từ ở khác một phe cánh trong luyện khí sư, có
có phần này bảo đảm sau đó trong lòng của hắn nhất thời đến rồi sức lực. Hắn thế tất yếu đem Diệp Thần Phong phế ngay lập tức. Dĩ nhiên đã đắc tội rồi Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ, như vậy dứt khoát liền đắc tội tới cùng. Dù sao hắn yếu tập trung vào khác một phe cánh bên trong đi rồi. Lúc nào hồn khí các quy củ có thể được cải biến? Hôm nay là tiểu tử này tiếp nhận của ta giao đấu, dựa vào cái gì muốn cho ta lui về phía sau một bước? Mà Vương trưởng lão cũng là bại bởi của ta, chúng ta trước đó toàn bộ đã nói, hắn rơi vào kết cục như thế, hoàn toàn là hắn nên được. Triệu trưởng lão nhìn thẳng Trầm Hàn ánh mắt. Trầm Hàn sắc mặt triệt để trở nên âm trầm, mà chính lúc này, lại có hai bóng người xuất hiện tại trên đài cao, đây là hai cái nhìn qua cùng Trầm Hàn tuổi tác xấp xỉ thanh niên. Bọn hắn phân biệt gọi là Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch. Hai người đều là bát phẩm luyện khí sư, đồng dạng tu vi của bọn họ cũng đều tại nửa bước thần tôn tầng thứ. Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch là khác một phe cánh bên trong hai vị lão tổ đệ tử đích truyền. Hai người bọn họ tuy nói cũng là bát phẩm luyện khí sư, nhưng bọn họ luyện khí trình độ muốn so Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ yếu. Dù sao đồng nhất phẩm bậc, luyện khí trình độ vẫn có phân chia cao thấp, trong bốn người này trình độ cao nhất chính là Tiêu Phỉ Phỉ. Hơn nữa Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch sức chiến đấu cũng so không hơn Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ, bọn hắn tại hồn khí trong các một mực được Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ đè lên, bất quá, bọn hắn dù sao cũng là đệ tử đích truyền. Tại hồn khí trong các có nhất định địa vị. Trầm Hàn, Tiêu Phỉ Phỉ, các ngươi lúc nào rảnh rỗi nhúng tay ngoại môn sự tình. Nghe nói các ngươi liền hồn khí các quy củ cũng bỏ qua. Các ngươi này là muốn làm gì? Đoạn Viêm lạnh giọng chất vấn. Lưu Cùng Thạch cũng nói, Trầm Hàn, Tiêu Phỉ Phỉ, các ngươi không phải là thích xen vào chuyện của người khác người, các ngươi hành động hôm nay. Đã hoàn toàn xúc phạm vào hồn khí các quy tắc. Các người chờ đón được về sau trách phạt đi. Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ sắc mặt lạnh lẽo, nếu không phải Triệu trưởng lão không muốn lùi về sau, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối có thể giải quyết tốt đẹp. Nhưng kết quả, bọn hắn không những không giúp Diệp Thần Phong giúp, trái lại chả đem chính mình cho kéo xuống nước rồi. Bây giờ sự tình đã phát triển đã đến hồn khí các hai phe cánh chi tranh rồi. Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch cũng hiểu rõ qua sự tình đại khái rồi. Hai người bọn họ ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong trên người. Lưu Cùng Thạch xì mũi coi thường, nơi này là chúng ta hồn khí các, một mình ngươi chỉ là bên trong giới người, ở nơi này ngang ngược. Ngươi không khỏi quá không đem chúng ta hồn khí các coi là chuyện to tát đi nha. Đừng tưởng rằng chính mình có điểm tu vi cùng thiên phú, ngươi là có thể ở nơi này làm càn. E sợ ngươi phải đan điền sẽ bị phế bỏ, ngươi hội như con chó chết được ném ra hồn khí các. Đoạn Viêm nói ra, nếu ngươi đã đáp ứng rồi Triệu trưởng lão luyện khí giao đấu. Như vậy hiện tại có thể bắt đầu, nếu như ngươi muốn đổi ý, cũng chỉ có thể đủ tính làm ngươi thua. Có Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch chỗ dựa sau đó Triệu trưởng lão là càng thêm không e ngại rồi, hắn nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói đi, ngươi muốn làm sao giao đấu. Luyện chế loại kia cấp bậc vũ khí. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, ngươi để cho ta lựa chọn. Như vậy liền luyện chế bát phẩm luyện khí sư luyện chế đi. Ngươi có vấn đề sao? Triệu trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn chỉ là thất phẩm luyện khí sư mà thôi, Diệp Thần Phong chẳng lẽ là bát phẩm luyện khí sư? Đây căn bản không thể, dù sao Diệp Thần Phong tu vi quá cao, tuổi như vậy cho dù hắn bước lên luyện khí một đường, cũng tuyệt đối sẽ không đến bát phẩm luyện khí sư. Tiểu tử, ngươi ý định muốn quấy rối? Triệu trưởng lão vẻ mặt che lấp. Diệp Thần Phong không muốn lãng phí thời gian rồi, hắn liếc nhìn Trầm Hàn, có kiểm tra bát phẩm luyện khí sư công cụ sao? Trầm Hàn sững sờ, hắn vẫn là từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tấm bia đá, đây là chuyên môn dùng để kiểm tra bát phẩm luyện khí sư, xác suất chúng đến 100%. Chỉ thấy trên bia đá từ dưới đi lên tổng cộng có 8 cái khoảng trắng, nếu như có thể đến trên đỉnh cao nhất một ô, như vậy liền có thể nói rõ chắc thí giả tối thiểu nhất là bát phẩm luyện khí sư. Tại Trầm Hàn lấy ra bia đá cũng lại nói rõ công dụng sau đó Diệp Thần Phong trực tiếp đưa bàn tay đặt tại trên tấm bia đá. Từ thấp nhất một ô lập tức toát ra một loại màu xanh lam, loại này màu xanh lam đang không ngừng hướng về phía trên lan tràn. Này chứng minh Diệp Thần Phong đúng là luyện khí sư. Rất nhanh, màu xanh lam lan tràn đã đến đỉnh chóp nhất một cái khoảng trắng, nhìn xem chỉnh tấm bia đá đều bị màu xanh lam cho che kín.
tất cả mọi người là chậm chạp không cách nào phục hồi tinh thần lại. Diệp Thần Phong đúng là bát phẩm luyện khí sư. Tấm bia đá này chỉ có thể kiểm tra đến bát phẩm, tự nhiên không cách nào kiểm tra xuất Diệp Thần Phong chân chính luyện khí sư cấp bậc rồi. Nhưng, loại kiểm tra này bia đá xác suất chúng rất cao, một khi kiểm tra đi ra liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Bát phẩm luyện khí sư đối đầu thất phẩm luyện khí sư. Trận này luyện khí giao đấu còn chưa có bắt đầu, liền đã bằng kết thúc chứ. Triệu trưởng lão nhìn xem được màu xanh lam che kín bia đá, cả người hắn là ngây người như phỗng, lâm vào một loại nào đó điên cuồng ma chướng bên trong, hung hăng không ngừng dao động cái đầu. Chương 2619, ai mới biết hối hận? Ở đây tất cả mọi người lâm vào trong khiếp sợ. Không ai từng nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên là bát phẩm luyện khí sư. Tuy nói tấm bia đá này nhiều nhất chỉ có thể kiểm tra suốt bát phẩm, nhưng là bọn hắn một cách tự nhiên thanh Diệp Thần Phong tự xem như là bát phẩm rồi, bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến Diệp Thần Phong là cửu phẩm, hoặc là chí tôn luyện khí sư. Phải biết Diệp Thần Phong khí tức thực sự rất trẻ trung, có thể tại 1000 năm trở xuống, tu vi đến thần đế cảnh sơ kỳ, hơn nữa luyện khí trình độ đến bát phẩm. Đây đã là một cái cực kỳ chuyện khó mà tin nổi rồi. Đặc biệt là biết Diệp Thần Phong là luyện dược sư Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu đám người, trong lòng bọn họ là càng thêm phiên giang đảo hải, nguyên bản bọn hắn xác định Diệp Thần Phong tuyệt đối không thể nào là luyện khí sư rồi, kết quả cho bọn họ đến như vậy vừa ra. Nam Sơn lão yêu cho Thẩm Tu Thiên truyền âm, ân công là mấy phẩm luyện dược sư. Hắn không tự chủ cũng xưng hô Diệp Thần Phong vì ân công rồi. Vừa vặn Thẩm Tu Thiên chỉ truyền âm nói Diệp Thần Phong là luyện dược sư, cũng không hề đưa hắn cụ thể cấp bậc nói ra. Thẩm Tu Thiên mộc nột lợi dụng truyền âm trả lời, hắn vốn là muốn yếu chỉ truyền âm cho Nam Sơn lão yêu, có thể là bởi quá khiếp sợ rồi, hắn không cẩn thận kể cả Phương Đoá Nhi cùng Tống Lan Nhược cũng truyền âm, ân công là chí tôn luyện dược sư. Thuốc khí đồng tu, chí tôn luyện dược sư cùng bát phẩm luyện khí sư, tu là còn tại thần đế cảnh sơ kỳ. Diệp Thần Phong rốt cuộc là làm sao làm được? Thẩm Tu Thiên Hòa Nam Sơn lão yêu bọn hắn lâm vào vô tận trong kinh ngạc, ánh mắt nhìn đứng ở trên đài cao trấn định tự nhiên Diệp Thần Phong, bọn hắn hiện tại đã biết rõ tại sao Diệp Thần Phong từ đầu tới cuối đều trấn định như thế rồi. Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ ánh mắt có chút dại ra, bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này, Diệp Thần Phong dĩ nhiên giống như bọn họ là bát phẩm luyện khí sư. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc tỉnh hồn lại Trầm Hàn, hắn đối Diệp Thần Phong là càng thêm có hứng thú, hắn trở nên ngày càng nhiệt tình, bằng hữu, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a hát. Ta Trầm Hàn không có bội phục qua người nào, nhưng bằng hữu ngươi thực để cho ta bội phục, tuổi của ngươi hẳn là yếu so với ta nhỏ hơn, có thể tại bằng chừng ấy tuổi. Tu vi đến thần đế cảnh sơ kỳ, luyện khí cấp bậc đến bát phẩm. Tại toàn bộ thần nguyên giới e sợ tìm không ra cái thứ hai rồi. Tiêu Phỉ Phỉ mặc dù nói không có mở miệng, nhưng nàng trong con ngươi xinh đẹp dị thải, nói rõ người đối Diệp Thần Phong cũng sinh ra hiếu kỳ. Máu me khắp người Vương trưởng lão, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong là bát phẩm luyện khí sư sau đó hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nhân vật bực này tương lai tuyệt đối là thượng giới bên trong kiệt xuất a hát. Hắn hiện tại phi thường may mắn ngày hôm qua đối Diệp Thần Phong chủ động lấy lòng, trong lòng của hắn phi thường cảm kích Diệp Thần Phong. Thậm chí âm thầm thề từ nay về sau. Hắn cái mạng này là thuộc về Diệp Thần Phong được rồi, hắn nguyện ý vì Diệp Thần Phong bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Đoạn Viêm cùng Lưu cùng Thạch sắc mặt phi thường không dễ nhìn, Diệp Thần Phong ưu tú hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ rồi, nếu để cho Diệp Thần Phong gia nhập vào Trầm Hàn bọn hắn trận trong doanh trại đi, đối với bọn họ cái này trận doanh tới nói cực kỳ bất lợi, hiện tại bọn hắn cùng Diệp Thần Phong ân oán đã kết lại rồi. Diệp Thần Phong không thể nào biết tập trung vào bọn hắn trận doanh rồi, cho nên nhất định phải đem Diệp Thần Phong cho triệt để phế bỏ. Đoạn Viêm mở miệng nói, Triệu trưởng lão chỉ là thất phẩm luyện khí sư, mà ngươi lại yếu luyện chế bát phẩm luyện khí sư có thể luyện chế, này rất rõ ràng không công bằng chứ. Theo ta thấy mọi người đồng thời luyện chế một cái thất phẩm luyện khí sư có thể luyện chế hạ phẩm bảo khí. Dùng này đến phân thắng bại một trận mới là công bình nhất. Nghe được Đoạn Viêm lời nói sau, Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ nhất thời trừng mắt lạnh lùng nhìn lên, trong đó Trầm Hàn quát lên, Đoạn Viêm, ngươi không cảm giác mình quá vô sỉ sao?
Vừa vặn các ngươi khẳng định cho rằng vị bằng hữu này không phải luyện khí sư. Xuất hiện khi biết hắn là bát phẩm luyện khí sư sau đó các ngươi còn muốn đùa nghịch thủ đoạn như vậy, các ngươi không cảm thấy quá cấp thấp sao? Lưu Cùng Thạch nói ra, Trầm Hàn, ngươi cũng đừng nói chúng ta, là các ngươi trước hết nghĩ yếu phá hoại hồn khí các quy củ, mà chúng ta chỉ là tùy việc mà xét, để một đứa phẩm luyện khí sư cùng một cái bát phẩm luyện khí sư so đấu luyện chế trung phẩm bảo khí, thất phẩm luyện khí sư căn bản luyện chế không ra được, như vậy giao đấu chả có ý tứ gì. Nguyên bản ngây người như phóng Triệu trưởng lão, hắn khi nghe đến Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch lời nói sau, hắn lập tức tỉnh táo lại. Hắn hướng về phía Diệp Thần Phong quát, có bản lĩnh ngươi cùng ta so đấu luyện chế hạ phẩm bảo khí, ngươi dĩ nhiên ẩn giấu của mình luyện khí cấp bậc. Ngươi quả thực là quá hèn hạ. Diệp Thần Phong đối với Triệu trưởng lão kêu gào, hắn không sao cả nhún nhún vai, từ vừa mới bắt đầu sẽ không có người hỏi qua hắn luyện khí cấp bậc. Những người này toàn bộ cho là hắn không phải luyện khí sư, hiện tại mặt khác hắn hèn hạ. Mắt thấy sự tình chậm chạp không cách nào kết cục, Diệp Thần Phong đã là không có kiên nhẫn, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Triệu trưởng lão, ngươi nhất định phải cùng ta giao đấu luyện chế hạ phẩm bảo khí. Ngươi xác định sẽ không đổi ý. Diệp Thần Phong vừa nhìn về phía Đoạn Viêm cùng Lưu Cùng Thạch, nói ra, hai người các ngươi không biết từ nơi nào nhô ra đồ vật, các ngươi cũng xác định sẽ không đổi ý. Triệu trưởng lão nghi vấn đạo, nói như vậy ngươi đáp ứng rồi. Đoạn Viêm quát lên, tiểu tử, ngươi không cần quá đắc ý, nếu như ngươi đồng ý, như vậy không ai hội ở sau đó nói một đằng làm một nẻo. Được, hiện tại có thể bắt đầu luyện chế ra, Diệp Thần Phong bình thản nói ra. Một bên Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ muốn ngăn cản cũng không kịp. Chỉ cần ở cái này trong đài cao luyện chế ra các loại cấp bậc vũ khí đến, luyện chế ra vũ khí phẩm chất càng tốt. Cùng cái này đài cao trong lúc đó sinh ra cộng hưởng số lần cũng càng nhiều. Tại cùng một cái cấp bậc bên trong, nói thí dụ như hạ phẩm bảo khí. Đang luyện chế đi ra sau, sản sinh vừa đến 3 lần cộng hưởng, chuyện này chỉ có thể thuộc về là hạ phẩm bảo khí bên trong mặt hàng phổ thông, mà có thể sản sinh 4 đến 6 lần cộng hưởng, này có thể nói là hạ phẩm bảo khí bên trong trung đẳng rồi, nếu như là có thể sản sinh 7 đến 9 lần cộng hưởng. Này có thể nói là hạ phẩm bảo khí bên trong thượng đẳng, còn có thể liên tục sản sinh 10 lần cộng hưởng, này có thể nói là cái kia phẩm cấp hoàn mỹ tồn tại. Đọc truyện với, bình thường muốn đến hoàn mỹ là phi thường khó khăn. Hạ phẩm bảo khí, thất phẩm luyện khí sư là có thể luyện chế ra, bát phẩm luyện khí sư tuy nói khẳng định có thể luyện chế ra hạ phẩm bảo khí, nhưng cũng không thể xác định luyện chế ra hạ phẩm bảo khí hội nằm ở cái nào phẩm tương. Có lúc nói không chắc bát phẩm luyện khí sư luyện chế hạ phẩm bảo khí, hắn phẩm tương vẫn không có thất phẩm luyện khí sư luyện chế được, cái này cũng là có khả năng. Triệu trưởng lão không có lại cho Diệp Thần Phong lùi về sau phòng bị rồi, hắn đối với luyện chế hạ phẩm bảo khí, hắn có niềm tin tương đối, hắn biết rất nhiều bát phẩm luyện khí sư, hay là luyện chế hạ phẩm bảo khí, luyện chế ra phẩm tương cũng không có tốt. Của hắn. Hắn tiện tay từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra giống nhau hai phần tài liệu, hắn đem bên trong một phần bắn ra đến Diệp Thần Phong trước mặt, chúng ta liền luyện chế một cái cấp bậc đến hạ phẩm bảo khí trường kiếm, để cho ta tới trước tiên luyện chế được rồi, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng ai mới biết hối hận. Dứt tiếng, Triệu trưởng lão trực tiếp bắt đầu động thủ luyện chế ra. Chương 2620, xa vượt xa. Triệu trưởng lão am hiểu nhất luyện chế chính là đao kiếm một loại. Đặc biệt là trường kiếm, hắn đã từng chuyên môn nghiên cứu qua, trước đó hắn và Vương trưởng lão so đấu cũng là luyện chế trường kiếm. Vương trưởng lão luyện chế ra hạ phẩm bảo khí, chỉ có cùng đài cao trong lúc đó sản sinh 5 lần cộng hưởng, mà hắn luyện được hạ phẩm bảo khí nhưng là cùng đài cao sinh ra 7 lần cộng hưởng, đã coi như là vừa vặn chen vào thượng đẳng phẩm tương bên trong rồi, này đúng là phi thường khó được. Triệu trưởng lão luyện chế phi thường cẩn thận. Hắn đem mỗi một bước đều phát phung tới cực hạn, trận này giao đấu đối với hắn mà nói không qua loa được, hắn nhất định muốn thắng rồi Diệp Thần Phong, bằng không chờ đợi hắn đem là cực kỳ thê thảm kết cục. Luyện chế hạ phẩm bảo khí yêu cầu một ít thời gian. Diệp Thần Phong kiên nhẫn ở một bên nhìn xem, Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ đứng ở bên cạnh hắn. Bằng hữu, người quá lỗ mãng, ta nghe nói trước đó họ Triệu này đồ vật. Hắn nhưng là cùng đài cao trong lúc đó sinh ra 7 lần cộng hưởng, xem ra luyện chế kiếm là hắn am hiểu nhất, cho dù để cho ta tới luyện chế hạ phẩm bảo khí,
ta cũng không nhất định mỗi lần đều có thể sản sinh 7 lần cộng hưởng. Trầm Hàn thấp giọng với Diệp Thần Phong nói ra. Tiêu Phỉ Phỉ tán đồng gật gật đầu, hai người bọn họ tuy nói là bát phẩm luyện khí sư rồi, mỗi lần luyện chế hạ phẩm bảo khí tỷ lệ thành công là 100%, thế nhưng sản sinh cộng hưởng số lần là không xác định, yếu nhìn bọn họ mỗi một lần luyện khí trạng thái, có lúc chỉ sản sinh 1-2 lần cộng hưởng cũng là nói không chắc. Dù sao bọn hắn không có chuyên môn nghiên cứu một loại vũ khí luyện chế, bọn hắn luyện chế vũ khí là bao la vạn tượng, mà này Triệu trưởng lão là rất có sự hạn chế rồi, nói không chắc hắn luyện chế còn lại chủng loại hạ phẩm bảo khí, thất bại tỷ lệ sẽ phi thường cao, cho dù có thể thành công, sinh ra cộng hưởng cũng có khả năng thấp đáng thương. Nếu như hắn mỗi lần luyện chế mỗi loại vũ khí đều có thể sản sinh nhiều như vậy cộng hưởng, hắn tại hồn khí trong các sớm đã có nhất định tiếng tăm rồi. Đối với Trầm Hàn nhắc nhở, Diệp Thần Phong là báo dĩ một vệt nụ cười thân thiện. Tiêu Phỉ Phỉ cho Trầm Hàn truyền âm, chúng ta yếu bảo vệ hắn. Người truyền âm nội dung vô cùng đơn giản sáng tỏ. Diệp Thần Phong cho thấy tu vi và luyện khí cấp bậc, đủ khiến nàng nói suốt lời nói này rồi. Trầm Hàn gật đầu cũng lợi dụng truyền âm phương thức, còn cần ngươi nói sao? Người bạn này ta Trầm Hàn giao định, lần này là hắn quá lỗ mãng rồi. Cũng khó trách. Hắn là tới từ ở bên trong giới. Ở chính giữa giới bên trong cũng không hề chúng ta hồn khí các loại này đài cao, cho nên hắn mới sẽ như thế. Sau, Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ cũng không nói thêm rồi, ánh mắt của bọn họ tập trung vào Triệu trưởng lão trên người. Theo thời gian từng điểm trôi qua, Triệu trưởng lão trên trán là bốc lên rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, một cái bạc trường kiếm màu trắng đã là thành hình rồi. Hắn không ngừng tại thân kiếm bên trong phát họa linh trận đồ. Một cái nào đó trong nháy mắt. Triệu trưởng lão trong cổ họng đột nhiên quát một tiếng. Sát theo đó. Đùng. 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 Từng đạo trầm muộn âm thanh bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ đài cao cũng hơi hơi rung động. Loại thanh âm này chính là hình thành cộng hưởng. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần. Tại lần thứ bảy cộng hưởng hình thành thời điểm. Đoạn Viêm cùng Lưu cùng Thạch khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, 7 lần cộng hưởng đã tốt vô cùng, để hai người bọn họ hiện tại lập tức luyện chế, e sợ cũng không nhất định có thể hình thành 7 lần cộng hưởng. Nhưng mà, tại lần thứ 7 cộng hưởng hạ xuống sau đó lại là đùng. Một tiếng, lần thứ 8 cộng hưởng vang lên. Triệu trưởng lão luyện chế trường kiếm dĩ nhiên trọn vẹn sinh ra 8 lần cộng hưởng, kết quả này để Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ nheo mắt lại. Đây chính là trọn vẹn 8 lần cộng hưởng, không nghĩ tới Triệu trưởng lão đối luyện chế trên trường kiếm, sẽ có bực này trình độ rồi. Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ tại luyện khí thời điểm, bọn hắn cũng rất khó sinh 8 lần cộng hưởng. Trừ phi yếu tại trạng thái thật sự cực kỳ tốt thời điểm, muốn vượt qua Triệu trưởng lão, trừ phi là hình thành 9 lần cộng hưởng. Này tại hai người bọn họ xem ra hầu như là không thể nào. 9 lần cộng hưởng cũng chỉ có hồn khí trong các những cửu phẩm đó luyện khí sư cùng với 4 vị lão tổ có thể làm được rồi. Dù sao 9 lần cộng hưởng nhưng là tiếp cận với hoàn mỹ phẩm tương rồi. Mặt đầy mồ hôi Triệu trưởng lão, hắn hí hành hạ nhìn xem Diệp Thần Phong, nói ra, như thế nào, hiện tại ngươi nói ai sẽ hối hận. Đoạn Viêm cùng Lưu cùng Thạch cũng muốn trêu đùa Diệp Thần Phong vài câu. Nhưng Diệp Thần Phong căn bản không có yếu để ý tới ý của bọn họ. Hắn lật bàn tay một cái, thanh viêm trực tiếp từ trong lòng bàn tay của hắn xông ra, hắn tại đem thanh viêm triệu hoán lúc đi ra, tạm thời để thanh viêm mạnh mẽ biến thành một loại màu sắc, cùng với đem nhiệt độ cực hạn khống chế. Bằng không thanh viêm ngày như vậy địa chi hỏa quá mức hấp dẫn người. Tại Diệp Thần Phong cố ý dưới sự khống chế, tại còn lại trong mắt người Diệp Thần Phong trong tay chỉ là một đóa phổ thông thiên địa chi hỏa rồi. Tuy nói thiên địa chi hỏa vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng ở thượng giới vẫn là có không ít người có, nói thí dụ như Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ. Bọn hắn liền từng người nắm giữ thuộc về mình thiên địa chi hỏa. Cho nên, tại Diệp Thần Phong dưới sự khống chế, người ở chỗ này nhìn thấy trong tay hắn một đóa nhìn như phổ thông thiên địa chi hỏa sau, bọn hắn đều không có cảm thấy ngạc nhiên các loại. Diệp Thần Phong không rõ ràng tự mình luyện chế hạ phẩm bảo khí có thể sản sinh mấy lần cộng hưởng. Nhưng hắn biết mình nhất định muốn hơi chút chăm chú một chút, bằng không tại thuyền lật trong mương, thật là phải ở chỗ này làm trò cười rồi. Diệp Thần Phong hữu hảo lâu không có đúng nghĩa luyện khí, hắn vừa bắt đầu ngược lại là có chút nhi mới lạ rồi.
Thấy cảnh này sau, Triệu trưởng lão nụ cười là càng thêm thịnh vượng. Đoạn Viêm cùng Lưu cùng Thạch cũng là liên tục cười lạnh. Bất quá, theo thời gian từ từ chuyển rời, Diệp Thần Phong thủ pháp tại thông thuận lên, hắn thân là chí tôn luyện khí sư, luyện chế hạ phẩm bảo khí đối với hắn mà nói thật sự là đồ con nít rồi. Hắn luyện chế tốc độ cực kỳ nhanh, trọn vẹn nhanh hơn Triệu trưởng lão gấp 10 lần khoảng chừng. Trường kiếm rất nhanh ở trong không khí thành hình rồi. Nhìn thấy Diệp Thần Phong nhanh như vậy tốc độ, Triệu trưởng lão quát lạnh, làm ẩu, ta xem hắn luyện chế ra hạ phẩm bảo khí, có thể hình thành 2 lần cộng hưởng là tốt lắm rồi. Nhanh, tại người bình thường trong mắt đều là làm ẩu đại danh từ, một khi nhanh, khẳng định liền không cách nào làm được tinh tế. Liền ngay cả Trầm Hàn cùng Tiêu Phỉ Phỉ cũng có chút tán đồng Triệu trưởng lão lời nói, thật sự là Diệp Thần Phong luyện chế tốc độ quá nhanh rồi. Lại qua một chút thời gian, Diệp Thần Phong đem linh trận đồ khắc họa xong xuôi trong nháy mắt, điều này cũng mang ý nghĩa hạ phẩm bảo khí luyện chế thành công rồi. Nhìn thấy Diệp Thần Phong dừng lại, Đoạn Viêm cười nói, mọi người nói, hắn có thể đủ vượt qua 3 lần cộng hưởng sao? Lưu cùng Thạch nói ra, liền hắn cái này dáng vẻ cũng xứng là bát phẩm luyện khí sư. Tùng 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 tùng. Nhưng là tại Lưu cùng Thạch tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong, toàn bộ đài cao mãnh liệt rung động chuyển động. Từng đạo vang trầm âm thanh nhanh chóng vang lên, chỉ là mấy giây thời gian, lại liên tục sinh ra trọn vẹn 10 lần cộng hưởng. Đoạn Viêm cùng Lưu cùng Thạch trong nháy mắt dường như bị người bóp lấy cái cổ, sắc mặt trở nên đỏ lên cực kỳ. Thế nhưng tất cả còn chưa kết thúc. Tùng 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 tùng. Lại là 10 lần liên tục không ngừng cộng hưởng vang lên. Trên đài cao này mới từ từ yên tĩnh lại, trước sau tổng cộng 20 lần cộng hưởng, vượt xa khỏi cái gọi là 10 lần hoàn mỹ phẩm tương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 131.